về một cái mã, được một cái mã lô ghế inox này rất là hay đấy. Em nghĩ chắc là nhà bác, các bác là hay dùng những cái ghế này này. Nó là cái dạng ghế thấp nhá, nó là cái dạng ghế thấp. Con này thì cái chiều cao của nó thấp thấp, nó rơi khoảng tầm là 10 14 cm thôi, 14 15 cm thôi. Nó thấp thấp, view như các bác hay ngồi để mình làm những cái việc công việc ở dưới đất ấy. Đấy, ví dụ như là mình hoặc là mình ngồi ăn cơm này, rồi là ngồi ngồi kiểu ngồi chém gió nói chuyện ở ở nhà mình ấy. Đấy, hàng xóm láng giềng sang hay ngồi đấy các bác nhá. Ngồi rất là đầm ấm luôn, rất là hay. Đấy thì con này chất liệu của nó là inox nhá, inox 100% luôn. Đấy, phần mặt này inox này, phần đế chân inox này và bốn chân nhá các bác nhá. Hàng của nó trên hàng bốn chân và đều được bo một lớp cao su chống trơn trượt này. Đấy, rất ok luôn. Dòng này thì em nghĩ chắc là nhà nào cũng nên sắm vài ba cái nhà mình dùng nhá. Đấy, sử dụng ở nhà nó rất là bền quá. Đấy, rất là bền. Hoặc là các bác nào ví dụ như là đi làm cỗ hay ngồi cái này này. Đấy, nhà có đám xá cỗ bàn giờ Tết nhất hay ngồi này, hoặc là ví dụ về mình ngồi nấu cơm nấu nước đấy, làm cơm làm nước, nhặt rau nhặt cỏ giờ hay ngồi cái ghế này rất là hay luôn. Đấy, nó thấp thấp quá nhá, nó thấp thấp nhưng mà cái hay của sản phẩm này nó là chất liệu bằng inox đấy, và cái khung này của nó này, cái khung này của nó cũng bằng khung inox luôn, nó rất là chắc chắn, rất là chắc chắn. Đấy thì bên em đang bán cho bác một cái chiếc ghế inox, nó là dạng thấp nhá. Đấy, nó là dạng thấp thôi, nó giá nó chỉ có 50 ngàn nhá, chỉ có 50 ngàn cho một cái chiếc ghế nha. Đấy, về cái lô ghế này hàng rất là đẹp luôn. Đấy, chắc chắn. Đây này, cho các bác coi cái ghế nhựa này, cho các bác coi cái ghế nhựa này em đang xài này. Các bác nhìn này, ngồi là đít nó bục hết ra luôn, chỉ một thời gian sau là đít nó bục hết ra. Đấy là các bác nguyên nguyên do sao không, là cái phần chống này là nó không có, nhưng mà đây này nó ở đây là cái phần chống này nó có này, ở cái xương giữa là nó có luôn. Đây là cái xương giữa nó sẽ trụ vào luôn, nên là khi mà các bác ngồi nó rất là khỏe, nó không bị lõm. Đấy, nó không bị lõm cũng như là không bị vỡ nhá. Riêng cái dòng inox này các bác ngồi thì nói chung là siêu bền rồi. Đấy, không có gì vì địch được cái thằng inox này, nó quá bền luôn. Đấy, mà giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi, ngồi rất là to nhá. Đây, cái phần đường kính ghế nó rất là to. Cái này bác nào đít to mông to ngồi thoải mái cho em luôn. Đường kính của con này nó rơi vào là 25 các bác nhá, 25. 25 đây bình thường. Như con này nó có 20 này, đây con này có 20 này. Đấy, con này anh em cũng mua này nhưng mà em mua em thấy bực quá vì nó hay bị vỡ đít này, nên là em thấy cái độ này người ta bán cái ghế này là giá nó tốt quá nên là em mua mua luôn, ít về em bán luôn bác. Đấy, bác nào ưng thì có thể là xúc xúc luôn. Đấy, bình thường em mua những cái ghế như con này nó rơi khoảng tầm 30-40 nghìn rồi, mà đây em bán cho bác là một cái ghế inox này là chỉ có 50.000 thôi. Thì các bác thêm vào 10.000 nữa cho em mua ngay cho em cái con inox này, ghế inox này nó rất là bền. Đấy, quan trọng là nó bền mà nó chắc chắn. Đấy, quan trọng là bền nó chắc chắn. Mà cái phần đế của nó to nhá, đế của nó là đế 25 nhá, đế 25 luôn. Đấy, đế 25. Đấy. Ghế thấp nhá. Đấy, ghế ghế inox thấp nhá. Cứ lên mã cho em xem cái ghế inox thấp nhá. Giá bên em đang bán mấy ghế inox thấp này chỉ có 50.000 thôi. Giá quá là bình dân, hạt rẻ luôn. Về các bác xài, các bác sử dụng thì nói chung là nồi đồng cối đá dã chiến vứt vạ vật thoải mái luôn. Đấy, không lo gì sét này, không lo cong vênh này, không lo bị vỡ đít như cái ghế em vừa quay nhá. Đấy, 50k nhá, 50k lên mã thì em sẽ là cái ghế inox thấp nhá, 50.000 một chiếc thôi. Đấy, cái này thì số lượng có hạn, nó không có nhiều đâu vì hàng này của nó là hàng bên xưởng là người ta tự làm thôi. Đấy, người ta tự làm nên là cứ làm đâu thì bán ở đấy thôi, nó không có nhiều đâu ạ, không có nhiều đâu. 50k cho một chiếc ghế inox thấp này coi nhá. Luôn cho bác mang hàng đó là cái kệ xe đẩy 4 tầng này. Đấy, em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái kệ xe đẩy 4 tầng này với giá sẽ là 80.000. Đấy, thì cái bộ kệ xe đẩy 4 tầng này sẽ gồm có là 4 cái kệ em nhá, 4 cái kệ. À, nó 4 cái đúng là 4 cái kệ và bao gồm thì xếp khi mà các bác lắp ghép vào thì là 4 tầng. Thì khi mà hàng bên em gửi đi nó sẽ tháo rời ra đóng hộp, còn về các bác lắp đặt vào. Cái này lắp đặt nó rất là dễ thôi. Đấy, và cái nào con này nó hay này. Nó có cái bánh xe này các bác có thể đẩy đi đẩy lại rất tiện. Đấy, về các bác đây. Tổng quan khi mà em lắp vào thì về ví dụ các bác đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh vào rất là hay. Đấy, nó ngăn nắp, nó có ngăn có nhấc các thứ rồi. Các bác dễ dàng lấy rồi là mình sử dụng đựng đồ đạc rất là hay. Thì đây em sẽ đo cho bác về phần kích thước nhá. Chiều dài của nó là đi 39 40 này. Đấy, chiều dài 40 này. Chiều rộng của nó là vào 20 này. Chiều cao của nó rơi vào là đi 65 cm nhá, 65 cm. Đấy, khi mà các bác lắp được 4 tầng nó rơi vào tầm 65 thôi nhá, 65. 40 nhân với lại 20 nhân với 65 thôi nhá. Đấy, nó sẽ 4 tầng nhá, 4 tầng nha. Đấy. Chất liệu của nó thì cái phần này thì của nó là giá nhựa nhá. Những cái khay này là khay nhựa. Đấy, khay nhựa và cái phần khung thì của nó sẽ là phần khung inox nhá. Cục khung inox này. Đấy, và bao gồm cho bác là cả bánh xe luôn. Đấy, nó có cả bánh xe để mình có thể đun đi đun lại rất là hay. Đấy, đây. Còn đây là cái khung inox của nó. Đấy, bánh xe các nhá, bánh xe, bốn bánh xe. Đấy, mình đun đi đun lại các thứ giờ. Rất ok luôn. Nói chung là khá là đẹp đấy. Các bác mua về sử dụng mà mình để đồ để đạc đây em. Em để ngang các bác coi này. Đấy, về các bác để đồ để đạc này rất hay. Đấy.
cái khay nó cái phần chiều cao khá là sâu, các bác đựng khá là nhiều đồ luôn. Đó. 40 nhá, khay của nó 40 x 20, khay khá là to. Đấy. Thì nó sẽ gồm có là 4 tầng. 4 tầng này, 1 2 3 4, 4 tầng nhá. Có kèm bánh xe, khung là khung inox khá chắc chắn luôn. Đấy, về các bác lắp ghép vào là xài thôi. Giá nó chỉ có 80.000, giá nó quá hạt rẻ bình dân luôn. Hàng là hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Đồ gia dụng cao cấp hàng của Việt Nam. Đấy, rất ok luôn. 80k một cái bộ. Lên mã em sẽ là cái kệ kệ 4 tầng nhá. Cứ lên mã cho em sẽ là cái kệ xe đẩy 4 tầng. Đấy thì đang có giá là đi 80k nhá. 80k cho một cái kệ xe đẩy 4 tầng như này thôi. Chỉ có 80.000, giá quá hạt rẻ luôn. Cực kỳ đẹp, chắc chắn ạ. Đây đây. Các bạn nhìn này, rất đẹp luôn. Thì em cái này em vừa lắp về là em vừa lắp xong em chắc là cái này em để nhà em xài luôn vì thấy nó chắc chắn ok quá. Đó. 80k nhá. 80k một cái kệ xe đẩy 4 tầng nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái bịch, đó là cái bịch khăn ướt lau bếp này. Đấy, một bịch này là bao nhiêu? 80 tờ. Đấy, một bịch là 80 tờ về chuyên để các bác lau bếp nhá. Đấy, con này lau bếp rất sạch luôn, em đã test dùng một hai gói em thấy rất ok. Cái này nó có mùi hương cam rất là thơm luôn. Đấy, thì một gói khăn lau bếp như này. Đấy, khăn ướt lau bếp như này với giá sẽ chỉ có 30.000 thôi. Đấy, 30.000 nhá. Nó là cái dạng khăn ướt lau bếp. Thì trong chiếc khăn này nó đã tẩm những cái phần chất tẩy rửa các thứ là trong hết rồi. Đây này, đây này, em lấy ra một tờ nó khá là to nhá, một tờ khá là to. Đây này, đấy, nó đã tẩm những cái chất tẩy rửa ấy rồi và nó có mùi là cái mùi cam, mùi rất là thơm luôn. Đấy thì các bác chỉ việc dùng cái này các bác lau. Đấy, lau. Đấy thì khi mà lau nó sẽ ra bọt nhá, sẽ ra bọt. Các bác lau những cái thành phần mỡ mỏng thứ ở trên bàn bếp ga đấy, bàn bếp nhà mình. Đấy, máy hút mùi hút bụi ra. Các bác lau rất là sạch luôn. Chị em nội trợ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ có 80 miếng. Chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lo bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi, nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn. Với một chiếc khăn này sẽ dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bếp từ, bụi bẩn bám trên bề mặt của lò vi sóng, tủ lạnh, máy hút mùi hay đồ gia dụng khác. Với chiếc xuất hương tranh thơm mát, an toàn cho da tay, khử mùi dầu mỡ nhanh chóng, hiệu quả, dùng một lần nhà bếp đầy mùi hương. Đấy, lau cực kỳ sạch nhá. Cái này em đã test rồi, em lau đi rất ok này, các bạn nhìn này, nó có những cái bọt này. Đấy, nó có bọt rất là nhiều bọt luôn nhá. Đấy, các bác lau rất là sạch luôn. Một cái gói này nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, gói, đây cái gói anh em đang dùng đây. Đấy, gói anh em đang dùng đây. Một gói này là 30.000 thì các bác cứ dùng ở đâu các bác rút ra đây thôi nhá. Dùng đâu rút ra đấy. Mà lên mã anh em sẽ cái túi khăn ướt thôi nhá. Túi khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá đang gửi bác là 30.000 cho một cái bịch khăn ướt lau bếp nha. 80 tờ, khá là to các bác cầm nặng trịch luôn. To lắm. Đấy, cầm nặng ok luôn nhá. 30k thôi, các bác mua cho em một vài bịch về mình dùng dán Tết luôn. Quá ok luôn. Đấy, khăn ướt lau bếp nhá, 80k. Đấy, nó là dạng khăn ướt ướt và nó có tẩm những cái chất tẩy rửa trong này hết rồi. Đấy, về các bác chỉ việc xài. Đây, đấy, mùi cam rất thơm luôn. 30k nhá, 30k. Lên mã giúp cho em sẽ là khăn ướt lau bếp nhá. Đấy, thì về các bác mở cho em. Bóc cho em cái phần open ra, rút ra. Mình cứ dùng đâu là mình rút ra đấy là xài thôi nhá. Một bịch là 30k, giá rất bình dân hạt rẻ thôi. Tiếp theo thì hôm nay bên shop có về thêm cho bác đó là cái túi rác cuộn này. Đấy, nhiều bác hỏi cái mã hàng túi rác cuộn này lắm này, để về các bác đựng rác nhá. Thì đây, lên luôn cho bác một cái bịch túi rác cuộn. Đó thì một túi này là 40k một túi và một cái cuộn như này thì sẽ được là 100 túi nhá các bác nhá. Một cái cuộn này là 100 túi đây. Đây, cho bác cho bác một túi đây này. Bác cho bác còn một túi nhá. Thì đây, một cái cuộn này là 100 túi. Đó, thì cái này thì rất là dễ dùng thôi, dễ dùng thôi. Thì các bác cứ lần xem. Lần đến cái đoạn mà nó có cái đầu nối nhá. Đây này, nó có cái phần nối này, các bạn nhìn này. Nó có cái phần nối này. Đấy thì các bác bắt đầu là các bác tách nó ra. Tách ra nhá, các bác tách ra. Đấy các bác xé ra này. Đấy, xé ra nhá. Xé ra theo cái đường mà nó đã kẻ sẵn này này. Đấy, nó có cái đường kẻ sẵn, các bác tách nó ra. Đó, nói chung là các bác cứ cầm và các bác tách nó ra nhá. Tách nó ra sẽ thành được một chiếc túi để các bác đựng rác vào đây, rất hay luôn. Đấy. Túi thì cực kỳ to, túi to lắm. Túi này của nó là vào là 45 x 50 nhá, kích thước là 45 x 50. Đấy, để các bác lồng vào những cái phần bì rác nhà mình nhá, bì rác nhà mình để các bác đựng. Đấy, đựng rác đựng rác các thứ ok luôn nhá, ok luôn đây. Đây để em lần cái miệng nó này. Đây để em lần cái miệng nó đây. Đấy, cái miệng nó đây, túi rất là to luôn nhá, túi rất là to luôn. Đó, đây túi cực kỳ to nhá, túi của nó là túi 45 x 50, túi to dã man luôn, đựng vừa cả một cái thùng đi luôn kìa, đựng nhiều rác lắm, cái túi đựng nhiều rác mà nó rất là dai, cực kỳ dai luôn nhá, dai các bác giật cho em thoải mái luôn, dai lắm. Đấy, túi rất là dai, mùi thơm thơm, mùi nước hoa thơm thơm, cái này có mùi nước hoa thơm thơm.
Đấy thì kích thước của nó khi mà các bác cho ra thì sẽ là đây là 45 x 50 này. Đấy, 45 x 50 rất là to, 45 50 thì các bác tưởng tượng rất là to rồi. Đấy, các bác đựng rất là nhiều rác luôn. Đấy thì các bác cứ lên mã nha, em sẽ cái túi rác cuộn nhá. Một cái cuộn này là được là một cuộn này là được là bao nhiêu đây? 100 nhá. Một cuộn này là 100 túi. Một cuộn này khi mà các bác xé ra được là 100 túi này đây. Một cuộn này các bác cứ lần ra các bác xé lần ra là được là 100 túi nhá. Đấy, một cuộn xé cứ lần là được 100 túi rất là hay luôn. Đó. Là về là các bác chỉ việc là cứ lần ra đâu là đến cái đoạn nối này. Đấy, sau đó các bác xé cái đoạn nối ra là nó sẽ thành một chiếc túi. Thì đây là cái phần miệng nó nhá. Cái phần xanh này, cái phần miệng này các bác giở cái phần miệng ra thì nó là cái phần xanh nhá nhá. Đây này. Cái phần miệng của nó là xanh này. Đấy, đây. Đấy nó đánh dấu phần miệng là xanh, còn cái phần trắng này của nó là đáy. Đấy còn phần miệng là xanh. Là kích thước là 45 x 50 rất là to luôn. Đó. Bình thường các bác hay bọc túi rác như thế này đúng không? Thế thì các bác bọc sai cách rồi, để em chỉ cho mình cách bọc mới nha. Các bác mà không mua những quận như thế này thì về lỗ to. Em dùng túi rác toàn dùng quận to như thế này thôi. So sánh như vậy, các bác đã thấy sự khác biệt chưa? Bác xem này, nó rất chắc chắn. Dùng lực kéo thế nào cũng không sao hết. Nước nóng hay canh nóng đổ trực tiếp vào luôn cũng được. Không hề bị chảy ra giọt nào, còn có dây rút đi bất giác không sợ bận tay nữa. Một quận có 100 chiếc, mua càng nhiều càng rẻ, mua một lần dùng được cả một năm. Còn bọc túi rác chỉ cần lộn ngược như thế này là được. Các bác xem có tiện lợi không? Đó, về các bác đựng được cực kỳ nhiều rác và túi thì siêu dai. Siêu dai nhá. Đấy, mỏng nhưng mà siêu dai luôn, cực kỳ ok. Đấy, các bác cứ giật thoải mái cho em ok luôn. Đó. À, giá của nó sẽ là đi 40k nhá, 40k cho một cái cuộn túi rác nha, 40k một cuộn. 40k một cuộn, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đó. 40k một cuộn nhá, lên mã sẽ là túi rác cuộn nhá, 40k một cuộn. Em vừa khám giá, khám phá ra một cái điều rất là hay này, là các bác mở ra cho em nhá, mở ra. Đấy thì các bác sẽ đựng rác vào đây bình thường này. Đấy và lúc nào mà các bác muốn buộc vào ấy, muốn có một cái sợi dây buộc thì các bác cầm vào cái miệng túi này, nó có một cái phần lỗ lồi ra này. Các bác cầm vào đây. Đấy các bác cầm vào đây. Đấy thì nó sẽ thành một cái dây nhá. Đấy thành một cái dây các bác, thành một cái dây. Đây bên này thế này. Đấy vừa phát hiện ra một cái nói chung là người ta cũng phát minh ra những cái thiết kế nó rất là dã man con ngan luôn. Đấy, không ngờ luôn nhá. Đấy thì các bác thít nó vào thì nó sẽ thành một cái dây. Để nó thít chặt cái phần miệng túi rác vào nhá. Đấy thì ví dụ các bác cầm đi sách là các bác không cần phải cầm ấy nhá. Các bác chỉ việc cầm cái qua này các bác mang đi, các bác sách đi, các bác sách rác này các bác vứt thôi này, rất hay luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Rất hay. Đấy, thiết kế rất thông minh. Đấy nó có cái phần rỗng này, các bác cứ cầm các bác kéo lên đây. Đây là một túi đây này, nó có cái phần đây này, cái phần hở này, có nhìn cái phần hở chưa? Đấy thì các bác cầm này các bác thu cái dây lên. Đây là xong. 40k nhá, lên mã em sẽ là túi rác cuộn, kích thước của nó là 45 x 50 nhá. Một cái cuộn này thì sẽ được là 100 túi, nó chỉ có 40.000 thôi, giá rất là bình dân luôn. Bát sen massage thì hiện tại mấy em hàng vừa về xong nhá. Đấy cực kỳ nhớ bác hỏi thì đây. Về tiếp tục cái mã hàng đó là cái bát sen massage. Đấy, một bộ này thì hiện tại mấy em đang có giá là 70.000 thôi, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bát sen massage. Đấy, bát sen massage nhá. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k một cái bộ bát sen massage này. Bộ này bao gồm là cả bát cả dây luôn nhá. Về là các bác lắp vào là xài thôi. 70k, cầm cho cái giá đỡ xem cái. Thì đây, một bộ là bao gồm là một cái bát như này, một cái bát này, đấy, một cái bát. Và một cái đoạn dây, dây của nó sẽ là dây inox nhé, dây inox, dây chống cập chống rối. Đấy thì về các bác lắp đặt vào là xài thôi. Đây, dây nó đây. Đấy, dây có rong rất đầy đủ, các bác về xài luôn. Đấy và đây là bát sen nhá. Nó có phần đầu massage này. Đấy, cái đầu massage này rất là hay, là ví dụ mỗi lần các bác tắm rửa ấy, thì mình có thể dùng cái đầu này, các bác kỳ cọ này, các bác trà, các bác massage này, vừa cắt massage nhá, vừa có tác dụng massage thư giãn, vừa có tác dụng là kỳ ghét kỳ cọ. Đấy kỳ ghét kỳ cọ trên người, ngậm tay chân rất là êm, rất là thích luôn. Đấy và cái con này rất là hay là cái phần công tắc nó được tích hợp ở luôn trên cái phần tay cầm. Đấy rất hay, cái phần công tắc tích hợp luôn ở trên phần tay cầm nhá, để khi mà các bác xài là các bác có thể chủ động là các bác bật tắt ở trên cái phần tay cầm này luôn, không cần phải tắt ở đầu nguồn. Đó nhá, bật tắt ở trên cái phần tay cầm luôn, rất là hay. Đó. Và cái con này nó có thể chỉnh được rất nhiều chế độ sen khác nhau này. Đây này, thì các bác xoay cho em cái phần vòng trên. Đấy nó có chính chế độ 1 này, 2 này, 2 này, 3 này, nó có 3 chế độ sen khác nhau nhá. 3 chế độ sen khác nhau để các bác xoay cho em cái vòng này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, đấy 3 chế độ sen khác nhau. Như ở tia da này và tia da. Đấy nó rất nhiều những cái tia da khác nhau nhá. Và dây đi kèm là một bộ này là bao gồm là cả dây cả bát sen này là 70.000. Đấy nó có cái đầu massage rất hay là 70k nhá. Lên mã em xem cái bát sen massage là 70.000 một bộ nhá.
Còn nếu mà nhà các bác nào mà không có giá đỡ ấy, thì các bác có thể mua kèm cho em cái giá đỡ nhà. Thì cái giá đỡ sen này thì hiện tại em đang bán một cái giá đỡ sen nhà với giá là 30.000 nhá, 30.000. Đấy thì các bác có thể mua kèm thêm, còn hàng bên này là nó không có giá đỡ đâu, nó chỉ có nguyên sen với dây không thôi. Còn nếu các bác muốn mua kèm thêm giá đỡ thì bên em đang bán một cái giá đỡ dán nhà với giá là 30k nhá, 30k. Thì các bác lên mã giúp em sẽ là giá đỡ sen. Đấy, giá đỡ sen. Giá đỡ bát sen này, giá đỡ bát sen này thì đang có giá là 30k các nhá. 30k một chiếc giá đỡ bát sen này. Cái hay của cái sản phẩm giá đỡ này là các bác không cần phải khoan đục lỗ các nhá. Về nhà mình có tường, cái tường gạch men, tường đá hoa ấy, là các bác bóc nhà cái lớp ra. Đấy, dính trực tiếp cái này lên trên cái phần mặt đấy là xong, không cần phải khoan đục lỗ gì. Đấy, sau đó các bác đeo cho em cái phần sen của nó vào. Đấy, con này có thể chỉnh được cỡ này. Đấy, có thể chỉnh được kích cỡ của nó. Chỉnh được cỡ luôn nhá. Đấy, có thể chỉnh được cỡ luôn, rất hay. Đấy, ok luôn. Chắc chắn cái này anh em cũng đã xài, em đang dán rồi. Dán trong khoảng tầm 3 năm nay rồi, không có bong biết luôn. Cực kỳ dính, cực kỳ chắc luôn nhá. Dính cực kỳ chắc luôn. Đó, về các bác vệ sinh, lau sạch cái chỗ dán đi, sau đó các bác dán cái này vào. Sau đó là các bác đèo này vào. Đấy, cái này thì bên em đang bán thêm thôi. Còn nếu các bác nhu cầu nhà có giá đỡ rồi thì mình chỉ mua nguyên bộ này thôi cũng được. Còn nếu mà nhà chưa có giá đỡ thì các bác mua thêm cái giá đỡ nhà, thì giá đỡ bát sen này thì bên em đang bán là 30k. Đấy, 30k một chiếc giá đỡ bát sen. Còn bán nguyên bát sen không thì là 70.000 nhá. 70.000 là bao gồm là một bát và một dây. Đấy, là một bộ nhà là 70k này. Đấy, một bộ như thế là 70k. Giá rất là tốt luôn, dễ mua. Đấy, một chiếc bát sen rất là hay. Đấy, bác nhìn cùng nhìn về tổng quan về sản phẩm khi mà test thực tế này. Đấy, nước ra rất ok nhá. Đấy, con này nó có các chế độ nước khác nhau nhá. Đấy, cực kỳ hay luôn. Đấy, chế độ phun xương, chế độ phun tia. Đấy, thấy không? Chế độ phun tia này, phun tia, phun xương, rồi là massage, đầy đủ đồ luôn. Đấy, các bạn nhìn này, rất nhiều chế độ khác nhau nhá. Đấy, cực kỳ là hay, rất là hợp lý luôn. Đấy, vừa tắm vừa massage kỳ cọ này, ngon lành luôn này. Đấy, giá nó bình dân mà rất là nhiều chức năng khác nhau, chỉ có 70.000 thôi một cái bộ này, nó giá nó quá rẻ luôn. Đấy, chắc chắn đẹp đĩa ngon lành, 70k nhá. Đấy. À, có cả cái công tắc tích hợp luôn ở cái phần tay sen nên rất là tiện, các bác không cần phải đóng nguồn. Đấy, có tích hợp sẵn đi luôn, về lắp dây và xài thôi các nhá. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm bát thì em đang bán một cái giá đỡ này, thì đang bán một cái giá đỡ là 30.000, các bác có thể mua thêm. Còn tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái chổi lau nhà tách nước này, em báo giá luôn. Hiện tại bộ này bên em đang bán là 160.000 một bộ nhá, 160.000 một cái bộ chổi lau nhà tách nước nha. Một cái bộ sản phẩm này thì khi mà các bác nhận được hàng thì sẽ gồm có những gì thì em sẽ bày cho bác đây. Cực kỳ nhiều luôn các nhá, cực kỳ nhiều luôn. Nói chung là với giá 160.000 này thì siêu là hạt rẻ luôn. Đấy, các bác sẽ nhận được về đầu tiên là hai cái cán chổi này, hai cái đầu cán chổi này, một cái thùng chứa nước nhá, một cái thùng chứa nước này. Một cái thùng chứa nước nó sẽ có hai ngăn, một ngăn là chứa nước sạch nhá, và một cái ngăn là nó tách cái nước bẩn ra, là nó sẽ có hai ngăn nhá, nên là hay gọi là cái bộ chổi lau nhà tách nước, thì nó sẽ tách nước bẩn ra, nước bẩn và nước sạch ra, nước sạch, rất ok. Đấy, và sẽ có thêm các bác là hai cái bộ cán này nữa, hai bộ cán để các bác lắp vào hai cái đầu chổi này này, hai bộ cán như này. Đây, để em lấy bác con hàng thì bên em gửi đi thì sẽ lắp vào rất là kỹ rồi. Đấy, đây đó, hai bộ cán này, và đi kèm thêm cho các bác là 8 miếng các bác nhá, 8 miếng cả 8 cái miếng xốp lau nha các nhá, 8 miếng xốp lau. Đấy, 8 miếng xốp lau là về là các bác tha hồ thoải mái các bác lau luôn. Đấy. Nói chung là các bác mua cái bộ này về thì em thấy so với tầm giá thì nó quá là rẻ luôn, và cũng như là các bác sử dụng rất là đa năng luôn. Đây, một cái bộ sản phẩm như trên hình trên video nó quay đây. Đấy, sẽ gồm có là một cái thùng chứa nước này, và có hai ngăn đấy các nhá, hai ngăn để các bác tách nước bẩn, nước bẩn, nước sạch, nước sạch này. Đấy. Rồi là 8 miếng lau nhá, 8 miếng lau. Hai cái bộ cán chổi nhá, hai cái bộ chổi nhà các bác nhá, hai bộ chổi. Đấy, ví dụ như là mình có thể là lau trên nhà một bộ này, mình lau dưới bếp một bộ này, mình không bị chung các nhá, không bị chung. Đôi khi là các bác lau ở trên nhà xong mình lau xuống dưới bếp nó lại bị bẩn cái thảm này. Đấy thì mình lau riêng ra, trên nhà mình lau một cái chổi, dưới bếp mình lau một cái chổi, mình chỉ việc là sử dụng chung cho một cái thùng này thôi. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, dùng chung ok. Còn hai cái này mình dùng riêng ra. Đấy, ví dụ như là dưới bếp hay có dầu mỡ thì mình lau riêng ra, các bác nhá, lau riêng ra. Đấy, đến lúc mình lau trên nhà mình có một cái chổi riêng rồi rất là sạch. Đấy, đi về là các bác chỉ việc là tháo ra, sau đó các bác lắp đặt thôi. Đấy, lắp đặt mình kia em đang lắp đặt kìa. Đấy, lắp đặt. Thì đây. Đấy, thì em đang lắp đặt đây. Đấy. Thì lúc nào mà dùng ấy thì ở đây nó có cái miếng dính này. Đấy, các bác lấy cái miếng thảm này các bác dính trực tiếp cho em. Dính trực tiếp vào đây. Đó, các bác dính vào cho. Đấy là ok luôn, các bác lau nhá. Lau cực kỳ sạch luôn.
Con này nó dài khoảng tầm 30 cm, lau rất sạch nhá. Đấy, các bác lau sạch sẽ những cái phần cặn mượn gạch đá qua thứ này. Đấy, nó có thể bẻ các hướng các kiểu luôn này. Đấy, bẻ các hướng các kiểu luôn. Xoay xoay gầm, lau trong gầm, lau ở sàn nhà, những các thứ là ok. Đấy, chuẩn bị Tết nhất, các bác lau nhà, lau cửa, dọn dẹp rất là nhiều. Thì các bác mua cho em cái bộ này về. Nói chung là so với tầm giá là 160.000, sở hữu cho em cái bộ này thì cực kỳ uy tín luôn. Đấy, chổi lau nhà tách nước nhá, giá sẽ là 160.000. Đây, nói về cái nguyên lý động tách nước thì sẽ như nào. Thì nó sẽ gồm có là hai ngăn nhá, hai ngăn. Đấy, có cả cái quai sách này rất ok này. Hai ngăn nhá, thì về các bác sẽ cho em một cái ngăn bên này này. Ngăn bên này thì các bác sẽ cho nước này, và một ngăn này các bác sẽ để không nhá. Thì khi mà các bác lau, đầu tiên là các bác sẽ dúng nước cho em. Đấy, các bác cho dọc cái chổi đi. Đấy, cho dọc cái chổi đi này. Đấy, các bác cho dọc cái chổi đi này. Sau đó các bác cho đây. Các cho đây nhá. Các bác lựa vào đấy thì các bác nhúng nước vào đây, các bác nhúng nước vào đây. Đấy, các bác nhúng nước vào đây nhá. Nhúng nước vào đây này. Đấy, các bác nhúng nước vào. Sau khi mà các bác nhúng nước vào đây xong thì các bác cho vào đây. Đấy, cho đây các bác nghiêng trong cái chổi, các bác nghiêng trong cái chổi, nó cái phần chổi nó sát vào đây này. Đấy, sau đó các bác rút lên rút xuống. Thì cái con này nó có chức năng là vừa vắt vừa tách hết những cái phần cặn bẩn này. Các bác nhìn cái phần răng chưa? Đấy, nó sẽ cào hết những cái bẩn ở cái tấm này đi. Và khi mà nó đã cào sạch rồi thì các bác lôi các bác lau. Đấy, lau bẩn rồi thì các bác lại cho đây, các bác lại sục cho em một lần nước vào đây. Đấy, và bắt đầu là các bác lại cho sang cái ngăn này. Các bác lại tách nước lại cho em lần nữa này, tách hết những cái phần bẩn ở cái miếng cũ đi. Đấy, các bác cho đây, các bác tuốt. Các bác nhá, như kiểu tuốt, như kiểu các bác cầm một cái miếng gì các bác gạt ấy. Đấy, thì cái này đúng như thế, cho đây các bác gạt này. Tách này. Tách hết sạch những cái nước cái cặn bẩn ở cái miếng này ra này, sau đó các bác lại lôi các bác lau, có thế thôi. Quy trình hoạt động đúng như thế. Là sẽ gồm có là hai bên, một bên là chứa nước sạch đấy để các bác rũ qua đi. Đấy, sau khi mà rũ qua xong rồi các bác cho sang cái bên này, các bác tách hết những cái phần cặn bẩn còn lại đi. Đấy, và bắt đầu là các bác lôi ra các bác lau, có thế rồi nhá. Rất là sử dụng, rất là hay, rất là thông minh. Cái này nó là cái dòng sản phẩm đời mới của 2023 đó nhá. Đấy, mới ra trong cái dịp Tết năm nay. Đấy, thì em về cái mã này rất ok đấy, em thấy giá nó hợp lý và sản phẩm dùng ok. 160.000 sở hữu cho em là hai cây chổi như này. Đấy, hai cây chổi như này, hai cây chổi nha. Lại còn đi được kèm thêm cho các bác là 8 miếng lau, 8 miếng lau để về các bác thoải mái thay thế luôn. Rồi là một cái hũ đựng nước này nữa mà giá nó chỉ có 160.000 thôi. Bình thường là các bác cứ ra thị trường đang bán bộ này rơi khoảng tầm là đi 200 cho đến 250.000 bộ luôn. Đấy, các bác cứ check giá thoải mái luôn. Giá nó rất là bình dân, hạt rẻ nhá. Đấy, rồi. Chổi lau nhà tách nước nhá, 160k đây em cho bác xem một cái video thực tế về sản phẩm này. Đây nhá, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Chiếc chổi lau cực kỳ sạch luôn nhá. Đấy, có thấy không? Lau sàn lau xiếc rất sạch luôn này. Đấy, khi mà các bác lau bẩn xong thì là bắt đầu là các bác cho vào cái ngăn giặt này. Đấy, cái ngăn giặt là cái ngăn ngăn là cái ngăn nó có cái phần phần đây này, ngăn giặt là ngăn này này. Đấy, các bác cho là các bác tuốt nhá. Tuốt thì nó sẽ sạch bong đi. Đấy, tuốt các bác giặt qua một lượt đi, sau đó các bác cho sang ngăn vắt. Đấy, ngăn vắt nó sẽ vắt sạch hết khô nước cũng như là những cái phần cặn bẩn, nó sẽ vắt sạch đi. Đấy. Rất ok nhá. Đấy. Là nó vắt cái là gần như được kiệt nước rồi, và các bác lại cho ra các bác lau thế thôi. Đấy, mình cứ làm quy trình là vắt xong là giặt xong là mình vắt hết những cái cặn bẩn đi, bắt đầu là mình cho ra mình lau, có thế thôi. Lau rất sạch sẽ luôn. Lau gầm, lau cạnh, lau kẽ thứ giờ rất là ok nhá. Đấy, cái này nhà em đang xài mà dùng ok lắm. Nói chung là uy tín. 160.000 thôi. Đấy, được bằng đấy sản phẩm thì nói chung là giá nó quá là tốt rồi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái bộ rổ hai lớp này. Bộ này sẽ gồm có là 6 món nhá. Bộ này gồm có 6 món. Nhiều bác hỏi cái mã này lắm này, thì đây. Mai về cho bác cái mã này đây. Và em báo giá luôn, bên em đang bán một cái bộ rổ hai lớp 6 món như này với giá sẽ là 80.000 một bộ nhá. Đấy, 80.000, bộ này sẽ gồm có là 6 món nhá. 6 món thì đây. Nó sẽ bao gồm là ba cái rổ nhá, ba cái rổ. Ba rổ này. Ba rổ và ba cái chậu nhá, ba cái chậu, và nó thiết kế là theo dạng là nó sẽ lồng vào nhau. Đấy, như là bộ nào nó đi với đôi đấy này. Đấy, rổ nào là nó đi với cái chậu đấy coi nhá. Đấy thì đây. Nó sẽ đi với nhau coi nhá, đi nhau đây, ví dụ như là cái con to nhất này, đấy, con to nhất. Có thước lắm nhỉ. Đây như con to nhất em đo thử cho bác coi này, con to nhất của nó là vào 30 luôn này. Đấy, con vừa vừa này, con vừa vừa là vào 25 này. Cái con nhỏ nhất thì là vào 20 này. Đấy, nói chung là ba bộ ba cái sản phẩm này là các bác về xài ok rồi. Đấy. Là các bác vừa có rổ để các bác đựng rau này, vừa có chậu để các bác đựng nước này. Nếu mà khi mà mình có thể rửa xong thì ví dụ như các bác hay để ra nhà thì nước nô thứ ra nó hay bị trang ra nhà, thì các bác lồng cho em vào đây. Đấy, mình rửa rau, rửa cỏ các thứ xong, đồ ăn nước xong, các bác để ở đây xong thì nó sẽ róc nước luôn vào cái rổ này, rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì nó sẽ gồm có là
bộ ba cái rổ hai lớp nhá. Đấy thì cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ rổ hai lớp thôi nhá, 6 món. Giá của nó sẽ là đi 80.000 bộ. Hàng là đi hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam. Đấy, sản xuất tại Việt Nam này. Rổ hai lớp nhá, hàng này của công ty Việt Nhật. Đấy, Việt kết hợp với Nhật sản xuất nên rất là cứng cáp chắc chắn. Đấy, thành phần thì là nhựa PP. Nhựa PP thì rất là an toàn, yên tâm với sức khỏe rồi. Đấy. Kích thước nó có đầy đủ thông tin sản phẩm, nó có đầy đủ ở trên tem nhãn mác sản phẩm luôn nhá, nên các bạn yên tâm dùng ok luôn. Đấy, chắc chắn lắm. Con này nhựa nó là dòng nhựa PP này thì nó là siêu dẻo ạ, siêu dẻo. Các bác rơi vỡ các thứ đập phá thoải mái cho em luôn, ok luôn nhá. Đấy, nó chỉ có 80.000 một bộ thôi. Giá nó quá bình dân. Bình thường là các bác mua một cái rổ giá nó rơi khoảng tầm mấy chục nghìn rồi. Đây bỏ ra mà có 80.000 mà sở hữu cho em là 6 món luôn. 6 món là bao gồm là 3 rổ 3 chậu nhá. Và 3 rổ 3 chậu này là nó có thể lồng vào này thành được thành 3 cái món như này. Đây, đấy. Còn khi mà các bác tách ra thì nó sẽ thành 6 món luôn, 3 rổ 3 chậu. Đấy. Chậu thì mình đựng nước đựng những cái đồ nước các thứ rồi. Còn rổ thì các bác có ví dụ mình để rửa rau rửa cỏ các thứ là những cái đồ cần rửa thì mình cho đây mình rửa. Rồi ví dụ như mình có thể lồng vào nước nồi các thứ là nó bị rơi vãi linh tinh nhá. Đấy. Dùng xong là các bác xếp gọn mà nó rất là ngăn nắp ok như này thôi. Đó. Bộ rổ hai lớp có nhá, bộ rổ hai lớp 6 món. Giá của nó sẽ là đi 80.000 nhá, 80.000. Lên mã cho em sẽ là cái bộ rổ hai lớp 6 món, giá 80k. Tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy đọc thẻ thông minh nhá. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác là 60.000 một cái bộ máy đọc thẻ như này. Đấy, 60k thôi, giá rất hạt rẻ nhá, giá tốt nhất thị trường luôn. Cái này thì nó sẽ gồm có rất nhiều nội dung. Đây. Đấy, sẽ gồm có rất nhiều một nội dung này. Đấy, thẻ động vật này, thẻ giao thông, thẻ đồ vật này, đồ ăn quả này, hoa quả, rau củ này, trang phục thiên nhiên, màu sắc, nhân vật, nghề nghiệp, hình dạng này. Đấy, cực kỳ nhiều nội dung khác nhau luôn. Rất là hay. Đấy, giúp bé tăng khả năng nghe và nhận biết này, song ngữ cả Anh cả Việt luôn nhá. Cái này nó có cả là tiếng Anh cả tiếng Việt luôn. Cái này thấy hay lắm. Đấy, mà cũng nhiều bác hỏi này. Đấy thì em nhập về bán cho bác này. Đây. Nó sẽ gồm có một con máy và đi kèm cho bác là một cái hộp thẻ nha. Một hộp thẻ này các nhá. Một hộp thẻ là 112 thẻ, 224 từ vựng này. Đấy là cả tiếng Anh tiếng Việt nhá. Cái con này hay của cái sản phẩm này là nó sạc pin ạ, sạc pin. Đấy là nó sạc pin. Thì nó nguồn sử dụng cái nguồn là nguồn DC 5V nhá, là nó có tích hợp sẵn pin ở đây rồi, thì khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây. Đấy, cắm vào đây này, sau đó là cái chân còn lại thì các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đấy, xem có cái cục nguồn 5V ấy là các bác cắm sạc cho cái máy này là ok thôi. Đấy, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Và đây thì nó sẽ có cái nút nguồn on off này, thì các bác giữ lì cho em. Đấy, bắt đầu lên nhạc. Các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, thấy không, nó lên nhạc là bắt đầu là ok nhá. Đấy, bắt đầu là các bác dạy cho cháu là mở cái này ra, sau đó là các cháu là rút thẻ ra này. Đấy, thì rút thẻ ra, lấy thẻ nào thì cho thẻ đấy vào. Đấy, ví dụ như là em lấy một cái thẻ bất kỳ này, ví dụ như là bố này, mặt sau thì sẽ có là mẹ này, cái một thẻ này có hai mặt luôn nhá. Đấy, các bác cho vào này. Bố. Father. Đấy, thấy không, nó có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn, là nó phiên dịch ở đây luôn. Đây, em cho lại một lần nữa nhá. Bố. Đấy, và đây em cho là mẹ này, em quay lại thẻ mặt sau này. Mẹ. Mother. Đấy, thấy không, rất ok nhá. Đây, em cho lại một lần nữa nhá, em quay cái mặt sau cái loa các bác nghe mẹ. Rõ. Mother. Đấy, thấy không, cái loa của nó là mặt sau, rất ok. Cái loa nó nghe vừa đủ nhá. Đấy. Đây, cho lại một lần nữa này. Đây. Bố. Đấy, rất ok nhá. Đấy thì các bác cứ lấy thẻ bất kỳ ra đây, ví dụ như em lấy một cái thẻ nữa này. Đấy, ví dụ như là cái này là trái cây, cái này là quả nho này. Đấy, em cho đây nhá, quả nho này. Quả nho. Đấy. Great. Đấy, quả nho có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn nhá. Tiếng Việt nó sẽ đọc trước, tiếng Anh đọc sau. Quả chanh. Lemon. Đấy, quả chanh lemon. Đó, ok luôn nhá. Đấy, quay lại mặt kia này. Quả nho. Great. Đó, quay lại mặt nữa này. Quả chanh. Quả chanh. Lemon, đó, rất ok, là có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn. Và các bác muốn gì? Muốn tắt thì các bác giữ lì đi, muốn bật thì các bác cũng giữ lì cái nút on off này. Đấy, còn lại thì đây, nó còn có cả nhạc này này. Đấy, các bác giữ lì vào cái nút này sẽ còn nhạc này. Đấy, có cả nhạc nhựa, các thứ đầy đủ luôn các nhá. Đấy, có cả nhạc luôn. Còn các bác giữ lì cái nút on off này nó sẽ tắt đi. Chúng mình tạm dừng nhé, tạm biệt. Đấy, các bác giữ lì nó sẽ có nút tạm biệt này. Khi mà tắt đi, còn nếu mà các bác bật lên này.
Đấy, xin nó sẽ chào kêu. Các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, nó sẽ có xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, rất hay nhá. Đấy, một con sản phẩm máy đọc thẻ rất thông minh luôn. Mua về cho các cháu nhà mình sử dụng học tập này. Đấy, nhận biết chữ cái này, rồi là cái này một cái nội dung rất hay là nó có cả hình này, cả hình cả chữ này. Đấy, phiên âm cả tiếng Anh này, cả tiếng Việt ở đây luôn. Rồi là có cả ấy luôn, có cả gì luôn nhá, có cả âm thanh luôn, rất là sống động để các cháu dễ tiếp thu. Đấy, tránh xa điện thoại, tivi, internet đây. Đấy, các cháu tập trung vào học hành này. Đấy, thì các bác mua trong cái máy đọc thẻ này về. Đấy, thư mục này, động vật, phương tiện, đồ dùng hàng ngày này, thực phẩm, rau củ, trái cây, gia đình, màu sắc, hình dạng, công việc, trang phục tự nhiên. Đấy, nói chung là nó tóm gọn trong một cái hộp thẻ này là đầy đủ luôn, nghĩa là như kiểu là 1 vạn câu hỏi vì sao đâu nhá, đầy đủ hết luôn. Đấy, không thiếu cái gì cả. Đấy, giữ đi cho nó tắt đi đỡ tốn pin này. Đấy, lúc nào dùng xong là các bác nhớ tắt đi cho đỡ tốn pin. Đấy, và lúc nào hết pin thì các bác lại lôi ra các bác cắm sạc nhá. Con này của nó là cắm sạc. Đấy, nên là các bác không cần phải thay pin hay biết gì. Pin nó có sẵn rồi. Về là các bác chỉ việc là các cháu thì mình dùng xong rồi các bác sạc cho các cháu. Đấy, và khi mà hết pin thì đầy pin thì mình lôi ra dùng. Còn lúc nào hết pin thì lôi vào cắm sạc có thế thôi. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy đọc thẻ thông minh nhá. Máy đọc thẻ thông minh. Hiện tại em đang gửi bác giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ thông minh nha. Đấy, 60k một bộ nhá, dùng rất hay luôn. Máy đọc thẻ thông minh nhá. Bộ kiềng chắn gió bếp ga nhá, chắn gió là chắn ga nó bị mất này. Đấy thì bác mua cho em cái bộ rồi về. Kiềng chắn gió bếp ga bên em đang bán bác là 30.000 cho một cái kiềng chắn gió bếp ga này. Cái này thì nó gồm rất nhiều những khe rãnh nhá. Tại sao nó nhiều cái khe rãnh mà nó lại bố trí khác nhau này? Đấy, để nó phù hợp hầu như là tất cả các loại bếp ga trên thị trường bây giờ. Đấy, từ bếp các loại bếp nọ bếp kia là nhiều hãng nó khác nhau. Đấy, nên nó bố trí nhiều những cái khe kẽ này. Đấy, để cho nó phù hợp với tất cả các loại bếp khác nhau nhá. Giá của nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, chất liệu nó bằng tấm lá thép kim loại nhá. Đấy thì cái công dụng của sản phẩm này khi mà các bác để vào ấy, thì nó sẽ chắn được cái gió này. Đấy, khi mà gió nó lùa vào thì nó hay bị tạt ga. Đấy thì đun các bác đun rất là lâu sôi. Rồi là các bác trụm cái phần ga nó vào ấy, thì cái luồng nhiệt nó sẽ đẩy lên, nó sẽ tập trung vào cái phần đáy nồi hơn. Đấy thì nó sẽ khi mà các bác đun ấy nó sẽ nhanh hơn nhá, đun nó sẽ nhanh hơn. Đấy, nó không bị lãng phí ga ra ngoài, nó không bị phè ga ra ngoài, nó sẽ tập trung vào cái đáy, nó sẽ đẩy lên, nó sẽ đun, nó sẽ nhanh hơn. Nói chung là con này là các bác sử dụng để tiết kiệm ga một cách tối đa nhá, một cách tối đa luôn. Đấy, rất ok luôn nhá. Đấy, đây là những cái phần rãnh này, những cái phần rãnh để các bác để lên cái kiềng những cái song nồi lên, không lo nó bị trơn trượt nhá. Đấy, thì cứ lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga. Đấy, giúp các bác tiết kiệm ga, tập trung cái nguồn lửa nó tập trung vào đáy nồi, các bác đun nhanh hơn, đun nhanh sôi hơn. Đấy, tiết kiệm ga hơn, ok nhá coi nhá. Giá của nó đang gửi bác là 30k nhá, 30k cho một cái kiềng chắn gió bếp ga nha. 30.000 một chiếc, rất ok luôn, chắc chắn chất lượng. Đấy, chỉ có 30.000 thôi. Đó, rồi đó là cái lọ test nước pH này. Đấy, về các bác dùng để test nước nhà mình nhá, test nước nhà mình rất là nhạy luôn. Đấy, về các bác kiểm tra xem cái máy lọc nước nhà mình là nó còn hoạt động tốt hay không nhá, hoạt động tốt hay không thì đây em chỉ luôn các bác. Đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái bảng kiểm tra chỉ số là cái nước nó còn sử dụng hay không. Hiện tại nếu mà nước của bác mà nó về cái màu xanh từ 7.6 này cho đến 10 thì là nước vẫn đang sử dụng tốt, vẫn đang cái độ kiềm vẫn có nhá. Còn là nó từ 7.0 hất về đến 3.0 là nước nhà bác đang rất nhiều axit nhá, và uống rất là có hại cho sức khỏe. Đấy thì về cái này thì em nói luôn là về để các bác test cho cái máy lọc nước nhà mình nhá các nhá. Chứ còn nhiều bác hỏi là mua về cái này có sửa không, em nói luôn là không sửa đâu nhá. Sửa thì các bác phải gọi thợ và các bác xem các bác có thay thế được những cái lõi lọc nhà mình ấy. Có thể là do nó lâu năm lõi lọc nó hỏng rồi là nó không hoạt động tốt nữa thì mình có thể là thay. Đấy, thay đi. Đấy, sắp năm hết Tết đến rồi mình về mình thay nhá. Ok luôn. Về các bác chỉ việc là mở cái nắp này ra, sau đó các bác giỏ cho em trực tiếp vào có nước. Các bác lấy một ít nước cái máy nhà mình ấy, lấy cái này các bác giỏ trực tiếp vào. Nếu mà nó ra cái màu gì thì các bác so theo cái bảng bên em sẽ gửi kèm cái phiếu này cho bác này. So cho em nó đang ở màu gì. Nếu mà nó từ 7.6 hất về thì là nước hiện tại đang ở độ kiềm, độ khoáng ok, sử dụng ngon lành nhá, không có độc tố hay là không có vấn đề gì, sức sử dụng tốt nhá. Còn nếu nó về từ 7.0 hất về đến 3.0 này, nước nó về cái mạn màu xanh rồi là cái màu vàng này thì là nước đang nhiều axit nhá, nước là sử dụng rất là có hại luôn. Đấy thì các bác mua cái bộ này về thì bên em đang bán một cái bộ lọ test nước pH này, giá nó chỉ có là đi giá nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, nó rất là rẻ, nó bình dân nhá, nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, các bác mua về sử dụng dùng để test lại cái nước nhà mình xem nó còn sử dụng ok không. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ test nước pH nhá. Đấy, test nước pH này. Test nước pH nhá. Giá đang gửi bác là 20k nhá, 20k cho một cái sản phẩm lọ test nước là bao gồm là
một cái lọ này, và bên em sẽ có gửi kèm đó một cái phiếu thẻ màu nhá, đấy là 20k. Đấy, giờ em sẽ ghép ra một cái video thực tế về cái sản phẩm vào để các bác cùng coi này. Đây, và giờ em sẽ hướng dẫn các bác test đi ạ. Mình sẽ rót một ít nước ở cây đậu của nhà mình ra. Và cho quỷ tím vào, gió vài giọt vào. Thì hiện tại máy này đang ra là màu vàng các bác nhá, acid 5.5 đi ạ. Thì nước này không thể uống được. Đấy, các bác lên thay lõi lọc định kỳ đi cho em. Thay lõi lọc RO đi ạ. Nếu các bác mà cứ để như này để uống ấy thì rất chi là có hại cho sức khỏe. Và giờ em tiếp tục em test một cây nữa, cây lọc RO của nhà bên cạnh hàng xóm nhà em. Đấy, giỏ quỳ tím vào. Đấy, thì hiện tại cây này là đang ra được màu trung tính các bác nhá. Thì nước này có thể uống được, không sao. Đấy, cứ theo bằng màu mà dùng các bác nhá. Đây là nước 7.0 đi ạ. Thì giờ em sẽ test thêm một cây nữa cho các bác xem. Thì cây bên cạnh này, đấy, cũng nhỏ vài giọt quỳ tím vào thôi. Đấy, thì cây này thì độ kiềm đến tận 8.0 bác nhá. Thì như này là uống rất tốt đây này các bác này. Đấy, các bác là nên nhớ là phải thay lõi lọc định kỳ cho em, và phải dùng quỳ tím để test nước xem độ pH nhà mình là bao nhiêu, chứ axit thì không thể uống được các bác nhá. Đấy, bằng màu đây ạ. Cái sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái bộ bản lề 5 châm nhá. Bản lề này các bác dùng hay dùng cho những cái phần cánh tủ này, đấy, cánh tủ rồi cánh cửa bếp ấy. Đấy, những cái bản lề 5 châm cũ nó bị hỏng thì các bác mua về, hoặc là những cái phần cánh tủ nó hay bị đẩy ra thì các bác mua cho em cái bộ này về các bác gắn vào nhá. Thì đây, bộ nó sẽ gồm có là những cái đầu bản lề này đây. Sẽ có cái bộ đầu bản lề dùng rất là tiện luôn. Đây này, tức là về các bác sử dụng cái gói này các bác bóc ra nhá. Bên trong thì sẽ gồm có là đầy đủ cả ốc vít, cả cái miếng dán luôn. Về nếu mà các bác cẩn thận thì các bác mình có thể bắt ốc vít vào, còn không thì về các bác dùng cái miếng dán, các bác dán vào đây cái miếng dán của nó này. Đây miếng dán này này. Đấy, thì về các bác dùng cái miếng dán này, các bác dán này. Đấy, cái miếng dán này keo rất là dính nha. Còn không mình có thể lấy ốc vít các bác quát vào nhá. Thì đây, nó sẽ gồm có hai miếng cái miếng 5 châm rất là dính nha. Đấy, thấy không? Hai miếng 5 châm cực kỳ hít luôn. Đó, hai miếng 5 châm rất hít này. Đó, đấy thì về các bác bắt vào cái phần cánh tủ nhà mình nhá. Một miếng các bác cắt bắt cố định một miếng, và các bác bắt vào cái phần đưa đẩy này. Là khi mà các bác đẩy vào nhá, khi mà đẩy vào thì sẽ cái 5 châm nó tự động nó sẽ hít vào nhà. Đó, nó hít vào nhà. Nó hít rất là chặt và hít rất là mạnh luôn. Đó thì báo giá bác luôn nhá. Hiện tại em đang bán là combo là 3 bộ 1 thì giá sẽ là 45.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái combo 3 bộ bản lề. Bản lề 5 châm nhá, combo 3 bộ bản lề 5 châm. 3 bộ bản lề 5 châm với giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái combo 3 bộ bản lề 5 châm nhá. Là bán được một combo là 3 bộ nhá, bên em không bán lẻ đâu. Đấy vì giá rất là rẻ. Đấy, bán được các bác là cả 3 bộ luôn. Là một combo 3 bộ nha. Là 45.000 nhá. Đấy, về những cái phần cánh cửa tủ, cánh tủ ra. Đấy, nó hay đẩy ra, các bác mua này về thì nó các bác đẩy vào nó sẽ hít chặt luôn, nó sẽ giữ. Đương nhiên là cánh tủ nó không bị trôi ra, rồi những cái phần cánh tủ, cánh ngăn kéo dùng rất là tiện. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này đây. Đấy, về các bác lắp đặt này. Đấy, các bác chỉ việc ấn vào cái là tự động là nó sẽ hít vào rất là chặt luôn. Đấy, đây. Đó, thấy không? Đấy, có thể là cho những cái cửa tủ lùa được luôn này, cửa tủ đẩy này, cửa ngăn kéo này. Đấy, cánh tủ ngăn kéo này cũng ok luôn nhá. Nó cái này nó dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng lắm. Nói chung là dùng rất là hay. Nếu như nhà bạn đây đang gặp trường hợp tủ ngăn kéo đóng không được fit như thế này thì có thể tham khảo ngay chiếc 5 châm thử tính này. Chỉ với 2 miếng 5 châm nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng, chỉ cần dán lên bề mặt là có thể sử dụng được, phù hợp với mọi loại cánh tủ, cửa và ngăn kéo. Lực hút của loại 5 châm thử tính này thì vô cùng mạnh, vậy nên bạn không cần phải lo về việc tủ, cửa, ngăn kéo nhà mình đóng không được fit nữa rồi phải không nào? Đấy các bác thấy không, chỉ việc là về mình dính vào, sau đó là các bác ấn vào cái là tự động là đến gần cái phần 5 châm nó sẽ hít chặt vào luôn. Đó thấy không, nó sẽ hít chặt vào, nó không bị đẩy nữa các bác nhá. Nó dùng rất là hay. Đó thấy không, nó hít rất là chặt luôn. Đấy thấy không, đấy, lực hút cực kỳ mạnh đấy nhá, lực hút rất mạnh. Đó, thì hiện tại em đang bán một cái combo 3 bộ bản lề thì giá sẽ là 45k nhá. Đấy, 45k cho một combo 3 bộ bản lề, thì cứ lên mã em sẽ là bản lề 5 châm nhá, 3 bộ là 45k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái con bóng led 16W này. Về các bác sử dụng dùng để thắp sáng này, rồi rất là hay luôn. Đấy, bóng led 16W nhá. Con này nó có nhiều cái chế độ màu khác nhau nhá, nhiều chế độ màu khác nhau đây. Nó là dạng bóng led dài dài này, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Đấy, công suất của nó sẽ là 16W các nhá, 16W này. Nó là dòng bóng led nhá.
Và nó có hai màu, à nó có ba cái chế độ màu, là một chế độ màu ánh sáng trắng này, một chế độ ánh sáng màu vàng này, và một chế độ là ánh sáng hỗn hợp cả trắng cả vàng lẫn lộn nhá. Dùng rất hay luôn. Các bác nhìn cái phần chân này. Đấy, chân của nó sẽ là chân thân nhôm. Đấy, thiết kế thân nhôm nên là nó cho ra, nó khi mà bóng nó nóng nó tản nhiệt rất là tốt, mà nó tăng tuổi thọ của cái sản phẩm lên. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bóng LED 16W nhá. Đấy, bóng LED 16W bên em đang bán một cái quả bóng LED 16W 3 chế độ màu nha. Với giá sẽ là đi 30.000 thôi. 30k nhá, 30k. Đấy, 30k cho một cái con bóng LED 16W này, 30k nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng LED 16W nhá, là bên em biết ngay là mã bóng gì luôn. 16W nhá, là 30.000 một quả nha. Đây em sẽ test các bác coi về cái sản phẩm này. Con này nó sử dụng cái đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá. Đấy, thì về các bác có những cái đuôi xoáy để về các bác lắp vào. Đấy, lắp đặt vào, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài thôi. Đây là các bác ơi, đây này em sẽ test các bác coi nha, đây này. Đấy các bác, bật đầu tiên, lần tiên thì nó sẽ ra ánh sáng màu trắng này. Đấy, bật phát nữa này. Đấy, nó sẽ ra ánh sáng màu vàng nhá. Bật phát nữa này là nó sẽ hỗn hợp cả trắng cả vàng này. Đấy, em sẽ quay sát các bác coi. Đấy, đầu tiên là một cái dãy màu ánh sáng trắng nó lên nhá. Bật đi tắt lên này. Đấy, thì nó sẽ ra một cái dãy ánh sáng màu vàng này. Đấy, các bác bật một lần nữa này. À, tắt một lần nữa các bác bật lên này. Đấy, nó sẽ ánh sáng màu trắng cả vàng lẫn lộn. Đấy, nói chung là phù hợp trong rất nhiều hoàn cảnh, ví dụ như ánh sáng màu trắng mình dùng để thắp sáng này. Ánh sáng màu vàng này các bác dùng để học tập này, rồi là làm việc này. Đấy, cần ánh sáng màu vàng hơn, nhìn nó thật mắt này. Đấy, rồi là cái ánh sáng hỗn hợp thì mình sử dụng trong đa chức năng. À, trong rất nhiều hoàn cảnh với nhau nhá. Đấy, đi về các bác xài cho mấy con bóng này, nói chung là rất là tiện dụng, rất đa dụng nhá. Mình chỉ việc tắt đi, mình bật lại là nó sẽ chuyển tự động, nó sẽ chuyển về cái chế độ khác các bác nhá, rất hay luôn. Đó, sản phẩm này hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 30.000 một quả nhá. Bóng thì công suất sẽ là 16W nhá, sử dụng đuôi xoáy và dùng điện là điện 220. Đấy, lên mã em sẽ là cái ánh sáng, à cái bóng đèn 16W nhá. Đấy, bóng đèn 16W đang gửi bác là 30k một quả thôi, 30.000 một quả nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái khăn nén du lịch này. Đấy, khăn nén du lịch nhá, em báo giá bác luôn, bên em đang gửi bác một cái khăn nén du lịch này với giá chỉ có 20.000 một chiếc thôi. Đấy, bác nào chuẩn bị đi ra Tết, các bác hay đi du lịch du nước nhiều này, rồi các bác hay đi công tác, đi chơi, đi bời. Đấy, các bác mua cho em ngay con khăn nén du lịch này về. Đấy, một chiếc khăn nén du lịch nhá, dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy, nó là dạng khăn nó sẽ nén chặt vào nhá, nó sẽ nén chặt vào. Để khi mà các bác cho nước vào nha, đây bác ra một chiếc này, nó sẽ nén chặt vào nhà, và khi mà các bác cho nước thì nó sẽ tự động nó sẽ bung, nó nở ra thành một chiếc khăn rất là to, thành đúng to đúng như chiếc khăn tắm luôn, rất là to luôn. Đấy, nó rơi vào khoảng tầm kích thước khoảng 1m4 x 70, rất là to nhá. Đấy, bình thường là các bác hay đi khách sạn, đi nhà nghỉ giờ mình hay dùng chung những khăn ở đấy, nó rất là nguy hiểm nhá, vì cái khăn đấy rất nhiều người xài chung với nhau. Đấy, có những người người ta bệnh tật giờ người ta vẫn có thể là xài vào đấy, nên là rất là nguy hiểm, không có vệ sinh khử khuẩn gì nên nó rất là nguy hiểm. Thì các bác mua ngay cho em khăn này về, nó chỉ có 20.000 thôi, mình dùng nó rất là an toàn và ok. Đấy, mà thậm chí các bác có thể là xài được nhiều lần nhá, xài được nhiều lần. Đấy, thì các bác chỉ việc thảo nước là tự động nó sẽ bung ra nhá, chuyên dùng cho các bác nào đi du lịch, đi khách sạn, đi nhà nghỉ giờ mình dùng chung nó nguy hiểm, thì các bác mua cho em các sản phẩm về dùng nó sạch sẽ, an toàn và nó ok, yên tâm luôn nhá. Chỉ có 20.000 thôi, bỏ ra cho em là 20.000, mình mua cho em mấy chiếc về. Đấy, bỏ vào trong ba lô, trong túi này. Đấy, mỗi lần mình đi cái là mình xài một cái thôi là thoải mái rồi. 20k nhá các bác nhá, 20k. Lên mã cho em sẽ là cái khăn nén du lịch nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, nói chung là khất rất ok luôn đây. Bảo bối dành cho mấy ông mấy bà chuẩn bị đi du lịch hè này nha. Khăn tắm nén nhỏ gọn, nhúng nước là nở ra thành cái khăn tắm siêu to luôn. Bao người siêu thích nha, thấm nước tốt đàng hoàng á. Tụi mình không nên xài khăn tắm khách sạn đâu mọi người, không tốt cho sức khỏe đâu nha, vì khăn nhiều người xài chung á. Cứ bỏ túi im khăn tắm nén như thế này mang đi du lịch nha. Nhỏ gọn, bỏ vô túi nhẹ tinh là không bị nặng vali. Mà khăn cũng êm, cũng dày dặn và mềm mịn đấy nha. Xài ổn. Đấy, có nhìn này. Đấy, khi nào mà cho nước nó bắt đầu nó nở, nó bung ra rất là to luôn nhá. Recommend em này cho cả nhà thủ sẵn để chuẩn bị đi du lịch hè nha. Mọi người múc cái em khăn tắm nén này lâu rồi mà bây giờ mới được dịp xuống vũ. Các bạn nhìn này rất là to luôn. Đấy, dở ra một chiếc khăn cực kỳ to nhá. Khoe cái khăn này với mọi người liền nha. Đấy, rất là to, ok luôn nhá. 20k một chiếc nhá, 20k một chiếc. Nói chung là về nên dùng, theo em các bác nên dùng cái khăn này. Đấy, dùng khăn tắm chung với khăn khách sạn rồi. Nó rất là sợ, rất nguy hiểm nhá. Đấy, nhiều cái dùng chung rất là sợ. Đấy, thì bác mua ngay cho em cái khăn này về, sạch sẽ mình dùng riêng ra, chỉ việc cho nước nó nở bung cái là mình xài thôi, xài được nhiều lần luôn nhá, xài được nhiều lần luôn. 20k một chiếc khăn nén du lịch nhá, 20k một chiếc. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái thước laser. Đấy, hôm nay em cũng xả kho xả luôn, bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về nó bác một cái mức giá rất dễ mua, 90.000 nhá, 90.000 cho một cái thước laser này, chỉ có 90k thôi. Đây, một chiếc thước laser cực kỳ đa năng, các bác mua về dùng để mình soi bắn tia, lấy tia laser đánh thăng bằng này, rồi là đo đạc các thứ ok luôn. Một chiếc thước cực kỳ là ngon lành nhá. Đây, nó sẽ
là một chiếc thước bao gồm rất nhiều chức năng nha. Đấy, có phần li vô đánh thăng bằng này, đánh dọc này, đánh chéo, đánh ngang này. Đấy, rồi là phần thước đo này, đấy, thước đo này, thước đo. Rồi là có cả cái phần thước rút này, đây này, có cả cái thước rút đấy luôn nhá. Đấy, có cả thước rút luôn. Để về các bác đo kiểu thước kéo, thước rút này cũng ok luôn này. Đấy, thước rút này. Rồi là một cái hay nữa là cái phần laser. Laser con này nó xài pin nhá, thì về các bác có cái tấm chắn pin này các bác rút ra xem. Rút ra. Đấy, rút ra thì bắt đầu là nó lên đấy, bác rút ra cái lên tia luôn này. Con này hiện tại đang ở tia cộng này. Đấy, tia cộng. Cái tia nó soi rất là xa và rất là sáng nhá, nhìn này. Đấy, soi cực kỳ xa và rất là sáng luôn. Đó. À, ngoài tia cộng thì con này nó có điều chỉnh được các tia, thì các bác điều chỉnh theo cái phần nấc cho em nhá. Đấy, các bác gạt cho cái nấc này. Đấy, gạt cho em cái nấc này. Con này nó có thể là điều chỉnh được một tia cộng này, gạt xuống dưới này thì sẽ làm thành một tia đứng này. Đấy, gạt lên trên cùng thì sẽ là thành một tia ngang nhá, thành tia ngang. Đấy, thì nó sẽ có ba chế độ này, một tia ngang này, một tia dấu cộng này, đấy, và một tia dưới cùng thì sẽ là tia đứng này. Đấy, tùy nhu cầu của bác xài nhá. Nói chung rất ok. Các bác bắn lên tường này, bắn lên trần nhà thứ này, mình đánh thăng bằng, đánh keo góc được ngon lành luôn nhá. Đánh keo góc ngon lành đây, ví dụ dấu cộng là các bác đánh keo góc ngon lành luôn này. Đấy, đánh keo góc ngon lành luôn. Nói chung là rất là sáng nhá, đây khá là sáng luôn. Đấy, các bác dùng mình để chiếu tia này, đây chiếu tia đây này, ngon lành luôn nhá. Đấy, chiếu tia lên đây. Đấy, chiếu tia đánh ngon lành luôn nhá. Đó, giá tại vì em đang gửi bác là chỉ có 90.000 thôi, rất đa năng luôn. Đấy, có cả công tắc bật tắt nhá, lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt cái tia laser này đi. Đó. À, đo này, thước rút này, thước rút đây này, rồi là đánh thăng bằng li vô này. Đấy, công tắc các thứ đầy đủ với bác luôn. Lên mã cho em sẽ là thước laser nhá, 90k nhá, 90k cho một cái cây thước laser này. Đấy, có cả laser, có cả đánh thăng bằng, thước đo, thước rút đầy đủ luôn. Một nói chung là sử dụng một chiếc thước này nhưng mà làm được rất là nhiều việc nhá, chỉ có 90.000 thôi. Thước laser, đấy, thước laser 90k một cây nhá. Mang một cái sản phẩm về dùng nhà bếp này, đó là cái cây cây kéo cắt gà của Đức nhá. Lên mã cái cây kéo cắt gà của Đức này. Cây này thì các bác cắt về cắt gà vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả xài nhà bếp cho em cũng rất ok luôn. Đây, hàng logo thương hiệu Willing này. Đấy, made in Germany nhá, bên Germany. Có phần khóa hãm này. Con này nó có cả cái lò xo trợ lực nhá. Đấy, các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn mở ra là tự động nó sẽ đẩy ra luôn. Rất ok. Đấy. À, thép EK5 nhá, không gì. Con này ngoài chức năng cắt thì nó còn có cả chức năng đánh vảy cá này. Đấy, có phần răng cưa để các bác dùng để các bác đánh vảy cá nhá. Đấy, cắt gà vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả, cắt nhà bếp cho em là rất ok luôn. Giá hiện tại em đang bán một cái cây kéo cắt gà của Đức này chỉ có là đi 90k thôi. 90k nhá. Lên mã sẽ cái cây kéo cắt gà của Đức đang gửi bác là kéo gà Đức này đang bán là 90.000 một cây. Đấy, 90.000 một cây. Nói chung là giá nó bình dân mà sản phẩm dùng ok lắm. Dùng nó chất lượng. Đấy, gà vịt thịt xương các bác nghe tiếng kéo là thấy thích rồi. Đấy, cắt rất chắc chắn, cầm rất là đầm tay luôn. 90k một cây nhá, kéo cắt gà của Đức nhá. Lên nhanh cho bác một số cái mã dao nhà bếp này. Đấy. Lên luôn cho bác cái con dao, con này con dao gọt hoa quả này, con dao gọt hoa quả nhá. Con này hiện tại bên em cũng đang xả kho. Chỉ còn có 30.000 một cây thôi, 30k các nhá, 30k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao gọt hoa quả nhá. Dao này, dòng gọt hoa quả này nhỏ nhỏ nhưng mà bao sắc bao luôn. Về các bác chuyên dùng để gọt hoa quả nhá. 30k. Đấy, 30k, cứ lên mã em sẽ là con dao gọt hoa quả. Con này của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, Asaka Japan, dòng thép EK5 không gì nhá, cực kỳ sắc bén luôn. Đây. Lấy bác con một con. Dòng này thì cứ yên tâm về chất lượng rồi. Đấy không? Đường giấy đi mịn mịn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn. Bao sắc các bác luôn nhá. Đấy, các bác mua về gọt hoa quả rất là tiện lợi luôn, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ còn tầm hơn 20cm một chút thôi. Đấy, tay cầm ốp gỗ nhá, 3 đinh tán này. Hàng sẽ là hàng liền thân. Đấy, về xài cho em con này là chuyên để các bác gọt hoa quả rồi, những làm những cái việc nhỏ nhỏ vặt vặt là rất là hợp lý này. Đấy, nó chỉ có 30.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao gọt hoa quả của Asaka Japan. Đấy, 30.000 một cái cây dao gọt hoa quả này. Đấy. Ngoài ra thì bên em có cái dòng cây dao Thái này, cây này sẽ to một chút nhá. Đấy, con này nó cũng cùng hãng với con kia. Đấy, cũng của Asaka Japan. Con này thì nó là cây dao Thái, con này thì chuyên lọc và Thái nhá. Chuyên lọc Thái nhá, chuyên lọc Thái. Đấy, cũng cực kỳ sắc bén luôn. Bao dùng bao sắc các bác luôn. Đấy. Chuyên lọc Thái này. Đấy, chuyên lọc Thái, con này tổng chiều dài lưỡi nó rơi khoảng tầm 20cm. Đấy, tổng chiều dài thì nó rơi khoảng tầm 30cm. Đấy, chuyên để lọc và Thái nhá, cũng bao sắc các bác luôn này. Đây nha, test giấy bác coi luôn này, cũng bao sắc luôn nhá, bao sắc luôn này, có nhìn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn nhá, quá ok luôn. Đấy, bao sắc luôn nhá, cực kỳ chất lượng. Con này thì cũng không gì phải chê về sản phẩm đâu. Đấy, chuyên để các bác Thái nhá, chuyên để các bác lọc và Thái này. Đấy, từ vào bếp là ok, tết nhất nơi rồi, các bác mua sắm rửa em dao dựa về mình làm cỗ bàn tết nhất ok luôn. Con này là con dao Thái nhá, lên mã em sẽ là con dao Thái cán gỗ nhá.
dao thái cán gỗ. Đấy, dao thái cán gỗ. Còn cái con nhỏ thì là con dao gọt hoa quả nhá. Còn con này là con thái cán gỗ. Con này hiện tại em đang bán giá thì cũng quá là bình dân luôn. 60.000 nhá, 60.000 thôi. Lên mã em sẽ là dao thái cán gỗ này. Dao thái cán gỗ nhá. Đang gửi bác là 60k cho một cái cây dao thái cán gỗ này, chỉ có 60.000 thôi. Giá rất bình dân mà cũng cực kỳ sắc bén luôn. Rồi tiếp theo thì nhiều bác cũng hỏi là cái con dao chặt thì đây. Hiện tại em vẫn đang có cái dòng đó là con dao chặt 1 cân nhá, con dao chặt 1 cân. Hàng cũng của Nhật này. Đây. Đấy, Murato Made in Japan này. Đấy, rất ok. Con này là nặng là 1 kg nhá, nặng là 1 kg. Phần trên này thì nó làm nhám này, làm nhám để chống dính này. Phần dưới thì là trơn bình thường. Đấy. Dòng này thì bản cực kỳ to rồi, các bác mua về chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, đặc biệt là các bác đang cuối năm chuẩn bị thịt lợn thì tiếc nhiều. Đấy, những cái con xương ống là bình thường là các bác dùng những con dao chặt bình thường là không để phang đâu, nhưng con này này. Đấy, các bác ra các bác cứ phang cho em tẹt bô luôn. Đấy, bao xài bao dùng bác luôn. Đấy, phang tẹt bô luôn nhá. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng liền thân này. Tay cầm thì có ốp gỗ 3 đinh 8 đồng, cực kỳ xịn. Đấy, con này các bác phang thì chấm hết luôn. Nó nặng 1 cân nên là cái lực phang nó rất là đầm mà nó rất là đi luôn nhá. Đấy. Con này là nặng 1 cân nhá, nặng 1 cân. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là con dao chặt C1 nhá, nặng 1 kg. Đấy, nặng 1 kg, phang bất chấp, phang tất cả các loại luôn. Xương lợn, xương bò, xương voi, xương hổ, xương tê giác, đầy đủ các loại xương và đặc biệt là các loại xương cứng luôn. Giá của nó sẽ là 220.000 một con. Dao chặt C1 nhá, 220k và bên em cũng sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy. Dao chặt C1 nhá, nặng 1 kg nhá, nặng 1 kg. Đấy, nặng đúng 1 kg luôn. Đấy, về các bác cứ cân thử cho em, cực kỳ ngon. Nặng 1 cân luôn nhá. Đấy, cắt chặt cực kỳ đầm tay. Là 220.000 một cây này và bao ship nhá. Đấy, dao chặt C1 nhá. Mã của nó sẽ là dao chặt C1. Nói chung con này bán nhiều mà dùng ok mà. Dùng thích mà chất lượng. Đấy. Mà lên luôn cho bác đó là cái cây tô vít này. Đấy, tô vít để về các bác Tết nhất các bác xoáy các thứ này rồi vừa xoáy vừa đóng này. Đấy, hiện tại em đã có hai mã. Là một mã cây tô vít đầu 4 cạnh và mã đầu tô vít 2 cạnh này. Đấy thì hay còn gọi là đầu cộng và đầu trừ đúng nhá. Đấy thì nó là dòng tô vít đóng. Ngoài chức năng đóng thì nó cũng có thể là xoáy luôn. Đấy, về các bác sử dụng gia đình. Đấy, mình Tết nhất mình có treo tranh, treo chiếc các thứ này rồi là mình xoáy lại những cái thiết bị nhà mình rồi là thậm chí các bác mua trước ra Tết các bác đi làm mình có thiết bị các thứ là mình xài luôn ok luôn. Đấy, thì bên em đang bán là 30.000 một cây nhá, 30.000 một cây. Con này thì chiều dài của nó, tổng chiều dài một cây này là 30 cm nhá. Đấy, thì bên em đang bán cho bác là 30k một cây tô vít đóng nha. Ngoài chức năng xoáy thì nó có thể đóng luôn, đây nó có phần đóng này. Đấy, phần đóng nhá. Hàng này cũng của Kabushi Japan. Đấy, Kabushi Japan. À, đang bán cho bác là 30.000 một cây nhá. Hiện tại em đang có hai đầu là đầu cộng này và đầu trừ này. Đấy, đầu cộng và đầu trừ. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây tô vít đóng. Đấy, cây tô vít đóng nhá. Tô vít đóng thì đang có hai mã là cộng và trừ. Đây tô vít đóng này. Tô vít đóng có cộng nhá, có mã cộng và có mã trừ thì đang bán cho bác là một cây là 30k nhá. Đấy, các bác cứ lấy cây nào thì cứ báo cho em, lấy cây cộng bên em nhà là bác cây cộng, lấy cây trừ bên em là bác cây trừ. Và đang bán lẻ một cây là 30.000 và các bác có thể lấy theo cả đôi được. Lấy được cả đôi là 60.000. Đấy, mua về cả đôi về mình có cả cộng và trừ mình xài luôn. Cái phần đầu này nó có cả nam châm từ tính luôn này. Đấy, có cả nam châm từ tính luôn nhá. Có cả nam châm từ tính dùng rất là tiện luôn. Tô vít đóng nhá. Một cây là 30.000, có hai đầu là đầu cộng và đầu trừ nhá. Lấy đầu nào thì các bác báo cho em thì em nhặt cho bác nhá. Có luôn đó là cái mã bảng tự xóa này, lên mã em sẽ là cái bảng tự xóa nhá. Này thì về các bác một mức giá rất dễ mua luôn. Chỉ còn có 30.000 thôi. Bữa trước đang bán là 60k, giảm luôn các bác, chỉ còn có 30k một chiếc bảng tự xóa nhá. Lên mã em sẽ là bảng tự xóa, các bác mua về có cháu mình vẽ vời tô vẽ này. Đấy rồi các bác về dùng được, làm một cái bảng để nốt các thứ vào đây. Đấy, khi nào mà mình dùng xong mình bấm cái là nó tự động nó xóa đi, rất là tiện đây. Đấy, đây nhá, đằng sau thì nó có một cái nút mở khóa, các bác gạt về cho em là cái nút mở khóa này. Đấy, gạt về nút mở khóa nhá. Đấy, bắt đầu là bảng nó mới sử dụng được, còn không bình thường là nó sẽ ở trạng thái khóa là các bác không dùng được đâu. Và có kèm cả bút đi kèm này. Đấy, đi về các bác vẽ vào cái thứ đây, bấm cái nó mất luôn. Đấy, vẽ vào cái thứ này, bấm cái mất luôn, vẽ vào này, bấm cái mất luôn. Đấy, rất là hay. Đấy thì các bác cứ lên mã em sẽ là bảng tự xóa nhá, bảng tự xóa. Giá em đang gửi bác là 30.000 thôi, xả kho bán em bác luôn. 30k một chiếc bản tự xóa này, bấm cái mất luôn, rất là hay coi nhá. Đấy, mua về các cháu mình tô vẽ này, rồi là các bác mua về mình ghi nốt vào đây. Đấy, những cái gì ghi nốt đây. Đấy, khi nào mà ghi xong mình cần xóa cái mình bấm cái mất luôn, rất hay nhá. Đấy, có kèm cả bút đi kèm luôn, ok.
30k cho một chiếc bảng lũ xóa, đang xả kho bán nốt cho bác luôn. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái mã đó là cái khay bánh mì nhá. Cứ lên mã em sẽ là khay bánh mì. Đấy, hiện tại thì bên em đang bán lẻ một chiếc là 25.000. Các bác lấy theo combo 5 chiếc khay bánh mì 1 thì giá sẽ là 110.000 cho 5 chiếc nhá. Còn các bác lấy lẻ một chiếc thì là 25.000. Đấy, rất là hay. Một chiếc khay ở bên nước ngoài này người ta hay dùng để làm bánh mì vào đây thôi nhá. Đấy thì bên em hay gọi là khay bánh mì. Đấy, đợt này về cái lô này màu vàng nhìn rất là ok nhá. Đấy, màu vàng nhìn rất là sang trọng lịch sự này, quý phá này, ok luôn. Đó. Khay bánh mì thôi nhá. Đấy, con này thì nó dài rộng chắc dài khoảng tầm 25 thôi nhá. Dài khoảng 25, rộng khoảng tầm 17 các bạn. Đấy, khá là to rộng, về các bác đựng đồ khô, đồ ướt đây được hết luôn. Đấy, về mình bày đồ ăn đồ uống này các thứ này. Rồi về làm những chiếc khay. Đấy, mình đựng đồ khô này. Rồi lại em bán một bác bác bảo mua về để đựng ốc vít các bác nhá. Đấy, mua về để đựng ốc vít. Nói chung là tùy nhu cầu, về các bác ứng dụng sử dụng trong công việc thấy phù hợp thì ok thôi. Đấy. Dày dặn chắc chắn mà giá nó bình dân nó chỉ có 25.000 một chiếc thôi, rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn họa tiết thì rất ok đây. Khay bánh mì nhá, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là khay bánh mì. Hàng này là hàng nhập ngoại, hàng thanh lý của siêu thị nước ngoài nhá, nên rất ok. Đó. 25k một chiếc khay bánh mì nhá. Còn các bác lấy theo combo 5 chiếc một nhá thì giá của nó sẽ là 110.000 cho 5 chiếc nha. 110.000 cho 5 chiếc rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn cực kỳ là đẹp sang trọng này. Đấy, nó thiết kế như kiểu dạng cái thuyền đây này. Đấy. 25k một chiếc, 5 chiếc là 110.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là khay bánh mì. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái cây thước sao chép này. Hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là mở cái cây thước sao chép nhá. Thước sao chép này bữa trước đang bán là 150.000. Hôm nay em về bác một cái mức giá dễ mua chỉ có 80.000 thôi. 80k cho một cái cây thước sao chép này, 80k một cây. Đây các bác để em mở ra bác một cái cây này. Cái này rất là hay này. Ví dụ những cái phần mà ngóc ngách ấy, các bác đo đi các thứ là nó mất thời gian. Đấy, rồi là khi mà mình đo rồi nó ra một cái bản sao nó không được hoàn chỉnh, không phù hợp thì đây. Đó, các bác sử dụng ngay cho em một cái con thước sao chép này. Đấy. Đấy, ví dụ như là em cần đo một cái phần góc như chẳng hạn này. Đấy, các bác đo mất thời gian góc tường mà nó nhọn này. Đấy, thì các bác chỉ việc ấn ngay vào này. Đấy, ấn vào cái là nó sẽ sao chép ra một cái kích thước hình là nó y xì phóc này, có gì mở ra đấy không là nó khớp luôn vào với lại cái phần góc tường và góc nhà mà các bác cần đấy. Rồi là những cái vật như là hình tròn, con này vẫn có thể là bo được vào nhá. Đấy, nó vẫn có thể là bo được vào, rất là hay luôn. Nói chung là rất là ok. Đây nhá, đây này. Đấy, ví dụ như cái phần ngóc ngách này, những phần ngóc ngách là con này vẫn có thể là khớp vào sao chép đúng y là một cái bản gốc luôn. Đấy, sau đó các bác lấy ra để các bác kẻ vẽ để các bác làm thành một cái bản sao rất ok. Đấy thì con này có gọi là thước sao chép nhá. Thước sao chép. Bên em đang gửi bác cái cây thước sao chép này với giá chỉ có 80.000 thôi. Nên em xả kho bán cho bác một cái cây thước luôn, rất là thông minh, rất là hay. Nói chung các bác mua về xài sử dụng ok luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy. Đấy, ví dụ như là trong những phần góc ngách các thứ là các bác muốn sao chép lại một cái hình dạng mà nó như thế này. Đấy thì các bác ấn ngay vào nhá. Đấy là khớp vào luôn, thấy không? Khớp vào rất là ok nhá. Những cái phần vị trí ngóc ngách tường và những cái phần vị trí khó các bác sao chép lại hình ảnh để các bác cắt một cái viên đá ra. Các bác ghép vào đấy chẳng hạn này. Đấy để cho nó khớp vào này. Rất là hay luôn nhá, cực kỳ là thông minh luôn. Đấy rất là ok đây. Đấy. Đấy, bánh xe này, góc tường, hình tròn, hình vuông, hình bầu dục các thứ, tất cả các loại hình đường cong, đường thẳng được hết các bác nhá, nó sao chép rất hay. Đấy thấy không? Nó khớp vào luôn. Rất ok luôn. Đấy, ứng dụng trong rất là nhiều công việc các bác sử dụng nhá. Đấy, anh em thợ thuyền dùng quá ok luôn nhá. Chỉ có 80.000 thôi, 80.000 cho một cái sản phẩm một cái cây thước sao chép này. Bữa trước bên em bán rất nhiều đấy. Đấy, hôm nay lại quay lại bác luôn và hôm nay cũng đồng thời là giảm giá xả kho xả luôn. 80k nhá, lên mã em sẽ là cây thước sao chép. À cái cây này thì em báo luôn là chiều dài của nó vào là 25 nhá. Chiều dài nó vào 25. Đấy 25 cm nhá, chiều dài là 25 cm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kìm bấm cúc này. Tiếp tục lại về cái mã hàng đó là cái cây kìm bấm cúc nhá. Một cái bộ kìm bấm cúc này sẽ gồm có là một cái cây kìm và đi kèm cho bác là một cái túi cúc để về các bác có thể các bác xài luôn. Đấy rất ok đây. Đây là túi cúc này, còn đây là cái cây kìm chính nhá. Đấy thì về các bác đặt vào trong cái khe vần vải này. Đấy, bên dưới là các bác cho một cái cúc, bên trên con cho cúc bấm vào cái là thành nó tạo thành một chiếc cúc luôn, rất là ok. Đấy cũng là phần khóa này. Rất là ngon lành luôn, rất là tiện nha. Con này về các bác sử dụng, mình dùng để bấm cúc, các bác đỡ phải khâu vá gì, các bác cho vào là các bác bấm thôi. Đấy, nó là cái dạng cúc bấm nhá. Đây thì túi cúc nó đây. Đấy, nó là cái dạng cúc bấm. Đấy, các bác cho cúc kia các thứ vào, các bác bấm là ok, đỡ phải khâu vá nhá, nó rất là nhanh. Đấy, đỡ phải khâu vá mất thời gian mà nó thành một chiếc cúc bấm nhìn rất là đẹp luôn.
Đó, em báo giá luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cây kìm bấm cúc. Đó thì cái bộ sản phẩm này hiện tại em đang bán cho bác là 40.000 các nhá. Lên mã cho em sẽ là cái bộ kìm cúc nhá, bộ kìm cúc. Đấy, bộ kìm cúc này. Đang gửi bác là 40k nhá. 40k thôi, chỉ có 40.000 cho một cái bộ kìm cúc rất là ok luôn. Đấy, về các bấm vào quần áo đứng nhà mình rất là tiện, đỡ phải khâu vá gì lằng nhằng. Đấy, mua về cái là xếp cúc vào là bấm thôi. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế về sản phẩm này đây. Quần áo mà nhà ai cũng sẽ cần đến nhá. Đi kèm thì shop có tặng luôn cái bộ nút cài như thế này. Mình có thử bấm vào khẩu trang thì quay, bấm một cái là được luôn này. Mọi người chỉ cần bấm thêm một bên nữa là có thể đóng lại thôi. Nhưng mà khẩu trang thì quá dễ rồi đúng không? Nên là mình thử với cái áo thun hai lớp này xem sao. Thì đấy nhá, vẫn chỉ cần một lực vừa phải là được thôi. Rồi, mình sẽ tiếp tục lôi cái quần jean ra check. Thì kết quả vẫn cứ là ok la luôn. Cái kiểu này là mấy quần áo rộng bụng tới công chuyện với mình rồi này. À, với cả mình mới học được cái này khá là hay. Mọi người bấm khẩu trang ấy và cho hạt thơm hoặc là cà phê vào đây, treo trong nhà là giúp thơm phòng và khử mùi tốt lắm nhá. Nhưng mà phải công nhận là cái kìm này xịn, hữu ích, hốt về liền nhá mọi người. Đây, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về các bác chỉ việc mua về, bấm vào quần áo mình. Đấy, rồi bấm những cái đồ cần thiết, các bác cần cài cúc là ok. 40k cho một cái bộ kìm, cả kìm cả cúc này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà, đó là cái dây sạc cũng như là cái ổ điện U3 hiện tại bên em vẫn đang phân phối cho bác này. Đấy, đây dây sạc ba đầu dây sạc này hiện tại bên em đang có giá là 40.000 cho một chiếc dây sạc rồi nhá. Dây sạc bọc silicone chống gập chống gãy. Con này các bác cứ gập gãy rồi các bác cứ dùng cho em thoải mái đi, cực kỳ là nồi đồng cối đá luôn. Đấy, dùng chắc là khoảng tầm chục năm mới hỏng. Nó sẽ gồm có là một đầu vào sẽ là cổng USB nhá và ba cổng ra nhá, ba cổng ra thì sẽ có là chân sạc iPhone này, chân sạc Type-C đời mới này cho Samsung này và chân sạc micro USB cho những cái máy đời cũ này. Đấy, nói chung là máy đời cũ, đời cao, đời thấp là các bác có thể dùng được tất cho ba cái chân này luôn. Đấy, nghĩa là ba cái chân này các bác sạc được cho hầu như là tất cả các loại máy phổ thông hiện tại trên thị trường bây giờ đang sử dụng nhá. Đây, phần dây của nó đều được bọc silicone này. Đấy, các bác cứ bẻ này, bẻ gập cho em thoải mái, không lo bao giờ nó gãy luôn. Cái phần đầu này nó làm thiết kế rất chắc chắn nhá. Đầu của nó là bằng khung thép viền thép này. Đấy, khung thép viền thép và có cả đèn báo luôn nhá. Sau này là có cả đèn báo luôn nên rất là hay. Đấy, các bác biết ngay là nó có điện hay không. Đấy, có cả đèn báo này. Đây là cái phần các bác nhìn nó làm cái phần trục ra ba này, một ra ba này, có nhìn này, nó bo một cái vòng kim loại rất là to luôn. Đấy, chắc chắn ok, xịn sò con này. 40.000 thôi. Đấy, giá nói chung là giá tốt nhất thị trường. Bên em chỉ có duy nhất một loại thôi nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dây sạc cam nhá. Dây sạc cam hoặc là cái dây sạc ba đầu nhá. Dây sạc ba đầu sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy nhá. Giá em đang gửi bác là đi 40k một chiếc nhá. 40k lên mã em sẽ là cái dây sạc cam hoặc là dây sạc ba đầu đều được. Giá đang gửi bác là 40k cho một cái dây sạc cam ba đầu 40k. Ngoài ra thì bên em có bán thêm cho bác đó là cái ổ điện Thái này, ổ điện Thái Lan, ổ điện U3 nhá. Ổ điện Thái U3. Ổ này thì giá bình dân thôi, đang gửi bác là 50.000 một cái ổ này. 50k một chiếc ổ điện Thái U3 nhá. Mã của nó sẽ là mã U3. Đấy, nó sẽ gồm có cho bác là những cái ổ cắm này để về các bác cắm những thiết bị điện 220 này. Ngoài ra thì nó sẽ có tích hợp thêm cho bác là ba cái cổng USB nhá, ba cổng USB để các bác có thể là cắm sạc điện thoại này, rồi là các bác cắm những thiết bị sử dụng cái nguồn là nguồn 5V các nhá. Nguồn 5V là các bác cắm ở đây là ok. Đấy, con này cũng có cả đèn báo này, công tắc an toàn này. Đấy, lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi. Đấy, vừa an toàn tránh tình hiện chập cháy này, rồi là ví dụ nhà có những người già trẻ con chẳng may nó có va chạm vào nó không bị giật này. Đấy, các bác có cả một cái công tắc an toàn rất là tiện nhá. Đây, dây nguồn đây, cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài cho em thôi, rất là ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái ổ điện Thái U3 nhá. Ổ điện Thái U3 này. Bên em đang gửi bác là 50.000 ổ thôi, chỉ có 50k ổ, giá rất là bình dân luôn. 50k về các bác xài. Đấy thì các bác có thể mua kèm cùng với cái dây này. Thì cái dây này về các bác có cái là chỗ là mình về có cái ổ này mình cắm đây luôn. Đấy, sau đó là các bác có thể sạc luôn cho điện thoại thứ ok luôn này. Đấy, còn đây là ổ đây. Ổ thì ngoài ra có cả ổ điện và có cả ổ sạc luôn. Đấy, một chiếc ổ cực kỳ là hữu dụng trong gia đình nhà mình, sử dụng cắm được rất là nhiều những cái thiết bị nhá. Xài ok luôn. Đấy. Ổ điện U3 là 50.000 một ổ nhá. Còn là cái dây sạc cam thì đang gửi bác là 40k nhá. Đấy thì tùy nhu cầu mình có thể là mua lẻ hoặc các bác có thể mua theo cả combo luôn, vừa ổ vừa dây luôn các nhá. Về các bác xài luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo cắt gà của Nhật này. Tiếp tục về mã hàng cây kéo gà của Nhật phục vụ các bác dịp Tết nhất này. Đấy, về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả nhà bếp cho em cực kỳ đa năng. Đấy, con này hàng của Nhật nhá, Japan. Dòng thép SK5 nhá, dòng thép SK5 là một dòng thép không gỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, phần tay cầm nó rất là trường tay này, trường tay các bác cầm nó ôm. Đấy, cầm nó ôm tay cắt rất là ngọt. Đấy, con này cắt thì cực kỳ ok. Đấy, gà mà vịt các thứ là các bác ngại chặt, các bác không muốn lấy dùng lấy thớt đâu các bác xài.
các bác cầm ngay cho em con này các bác phang cho em. Đấy, cứ thế là các bác nghiến cho em thôi, nghiến cực kỳ ngọt luôn nhá, nghiến cực kỳ ngọt luôn, xương xiếc con này là ăn một phát một luôn nhá. Đấy, xương xiếc là ngon này luôn. Đấy, ngoài ra thì con này nó có chức năng là đánh vảy cá này. Đấy, các bác nhìn cái phần răng cưa bên dưới là đánh vảy cá nhá, dùng là đánh vảy cá. Rồi là một cái chức năng nữa là khe đây này, là cái phần là ví dụ như là các bác nhà các bác mà có ăn cuôn ghẹ là có cái càng các bác cho đây các bác kẹp này, rồi với những cái quả cứng như là quả óc chó rồi các bác cho đây các bác kẹp. Đấy, để cho nó vỡ ra nhá, cho nó vỡ ra rất ok luôn. Một chiếc kéo con gào Nhật cực kỳ là đa năng luôn, sử dụng được nhiều chức năng và nó rất là dày dặn chắc chắn này, các bác nhìn này, phần thớ thép nó rất là dày. Đấy, thớ kéo nó rất là dày. Con này các bác dùng thì cực kỳ là bền bỉ, vì yên tâm luôn. Giá bán hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Bữa trước đang bán với bác là 170.000. Đấy, hôm nay em về cho bác giá là đi 130.000 nhá. 130.000 thôi, xả nhanh bán nhanh luôn. 130k lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái kéo gà Nhật nhá. Kéo gà Nhật. Đấy, 130k một cái cây kéo cắt gà Nhật này. Giá này là gần như là giá tốt nhất hiện nay rồi đấy. Đấy, các bác tranh thủ chốt nhanh luôn nhá. Đấy, về các bác chuẩn bị Tết nhất này, mình có cây kéo cắt nhà bếp này, gà vịt thịt xương, cắt rau củ quả. Đấy, ok luôn nhá. 130.000 một cây. Đến thì bên em vẫn còn lại phụ bác nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái lọ thúc kiến này. Đấy, dòng này thì có yên tâm về chất lượng đi. Đấy, nếu mà không hết kiến thì bên em không lấy tiền đâu bác nhá. Không hết kiến thì bên em không lấy tiền. Cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, nhà bác hiện tại đang rất là nhiều kiến này. Đấy, rồi là thời tiết thứ nó mướt, kiến nó về rất là nhiều. Đấy, thì các bác mua ngay cho em cái lọ này về nhá. Đấy, thì các bác những cái chỗ nào mà kiến nó hay đi, nó hay xuất hiện là đường đi lối lại là hang ổ này, thì các bác cứ dò trực tiếp cho em. Và cái con kiến này khi mà nó ăn cái dung dịch này xong thì nó sẽ công về tổ nhá các bác nhá, nó sẽ công về tổ và những cái con khác nó sẽ ăn cùng với con này và nó chết một loạt và chết cả đàn luôn. Đấy, anh em cũng đã dùng và test sản phẩm thực tế rồi, em thấy rất ok và mình em đã nhập về số lượng lớn để bán cho bác luôn. Đây, cách dùng này nhỏ 5-7 giọt vào đường đi hoặc nơi trú ẩn của kiến này, sau khi kiến ra ăn chết ăn mồi từ 2-5 ngày sẽ chết này. Thực ra thì đây ở trên này người ta báo là 2-5 ngày thôi, nhưng mà em em cho nó ăn xong chắc khoảng tầm 2 tiếng sau là sạch sẽ, không còn một con kiến nữa luôn. Đấy, không thấy bóng dáng một con nào luôn và không thấy bao giờ nó có lại luôn. Em dùng khoảng tầm hơn năm nay mà chưa thấy một con kiến nó xuất hiện lại nha. Đấy, các bác thấy cái thuốc kiến nó nhạy nào, cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, giá nó thì bình dân thôi. Bên em đang gửi bác một cái lọ thuốc kiến này với giá sẽ là 10k nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là thuốc kiến nhá. Đấy, thuốc kiến thì đang bán lẻ một chiếc, một lọ đấy là 10k. Còn các bác lấy 3 lọ nhá. 3 lọ thì giá sẽ là 20k cho 3 lọ nhá. 20k là được 3 lọ. Đấy, là bán nó combo 3 lọ một để các bác dễ mua này. Còn bác nào dùng ít thì mình có thể theo mua theo một lọ. Một lọ là 10k, còn 3 lọ thì là 20k nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thuốc kiến. Hàng bao dùng bảo hành cho bác luôn. Nếu mà hàng này mà không diệt được kiến thì bác em trả lại cho bác tiền luôn. Đấy, rất uy tín luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo văn phòng. Lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo văn phòng này. Em báo giá bác luôn, hôm nay em cũng xả kho cây kéo văn phòng này luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 50.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua, bán xả vốn luôn. 30k nhá, 30k lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo văn phòng. Cái cây này thì chuyên cho bác dùng để làm văn phòng, cắt giấy, cắt tờ. Đấy, cắt hồ sơ tài liệu, rồi là các bác mua về cho các bé này mình cắt tranh giấy các thứ rồi. Ok luôn, hàng của Nhật Japan nhá, Asaka Japan, cũng là thép SK5, cực kỳ sắc bén. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng này, cắt cực kỳ ngọt đây. Cắt bác coi này. Đấy, thấy không? Cắt ok, quá ok luôn, giấy giữa các thứ là cắt cực kỳ ngon lành. Đấy, quá ok ngon lành luôn này. Đây. Cực kỳ ngon lành nhá, cắt rất ngọt luôn. Đấy, giấy giữa các thứ cắt ngon lành, rồi là thậm chí cả giấy bóng con này cắt ngọt luôn. Đấy, nói chung là ok lắm. Đây là giấy bóng này, giấy bóng cái loại dạng dai dai dẻo dẻo này, nhưng mà con này cắt ngon lành này, các nhìn này. Giấy bóng ấy nhá, đây là giấy bóng ấy nhá. Đấy, giấy bóng. Bình thường là các bác những cái con kéo nhụt thì không bao giờ cắt thế đâu, nó cắt là dai dai, nhưng con này cắt cực kỳ ok đây. Các nhìn này. Đấy, ngọt lành. Quá ngon luôn. Đấy. Thì cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo bếp. À xin lỗi các bác, là cái cây kéo văn phòng nhá, kéo văn phòng. Chuyên dùng cho các bác làm văn phòng. Đấy, rồi là văn phòng phẩm, làm cắt giấy, cắt tờ. Đấy, rồi thậm chí các bác mua về cắt nhà bếp cũng ok luôn. Đấy là tùy nhu cầu các bác xài nhá. 30.000 một cây thôi. Mà em giảm giá xả kho luôn cái mã này luôn. 30.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây này, là cái cây vòng gỗ đeo tay này. Đấy, các bác mua về sử dụng này. Đấy, đeo thời trang này, các bác đeo niệm các thứ ok luôn. Đấy, một chiếc vòng bao gồm là một vòng và một hộp đi kèm luôn này, có cả một cái hộp này. Đựng trong một chiếc hộp rất là xinh, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em rất ok. Đấy, một chiếc hộp rất là xinh nhá, bên trong thì sẽ là một chiếc vòng. Vòng này thì nó rơi khoảng tầm là hơn 300 hạt nhá. Đây là vòng rất đẹp, vân gỗ lên, các bác nhìn này, vân gỗ lên rất ok. Đấy. Đấy thì về các bác có thể đeo cổ này, đeo tay này. Đấy, rồi làm vòng lần cái thứ ở đây. Đeo vào tay nhìn rất là thời trang, rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn rất ok đây. Đấy, đeo tay quá đẹp luôn này. Đó. Con này thì nó là cái vòng
cái vòng chun nhá, cái vòng chun nó có cái phần dây chun nó co giãn để các bác đeo phù hợp với rất là nhiều những cái kích cỡ khác nhau đó. À, lên mã thì em sẽ là sản phẩm là cái vòng gỗ đeo tay nhá. Em nhắc lại một lần nữa là cái vòng này là vòng gỗ đeo tay nhá. Đấy, vòng gỗ đeo tay. Đấy, vòng gỗ đeo tay. Giá tại em đang bán một chiếc vòng gỗ đeo tay là bao gồm là cả vòng cả hộp như này, là một bộ này là 40.000 này. Đấy, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng này rất là ok luôn. Vòng gỗ đeo tay nhá. Vòng gỗ đeo tay đang bán bác là 40.000 cho một chiếc vòng gỗ đeo tay nhá. Đấy, 40.000 nhá. Đây. Bên ngoài là vỏ hộp rất là đẹp xịn này, bên trong nhá, bên trong thì là vòng rất ok luôn, 40.000 nhá, vòng gỗ đeo tay. Là cái cây chổi lông xù các bác nhá, lên mã em sẽ là cái cây chổi lông xù hoặc là cây chổi xanh. Cái này thì nó thiết kế là những cái sạng rợi cước này. Đấy, ví dụ như các bác mua về dùng để rửa xe này, rồi là rửa cọ quạt này, rồi là những cái phần khe kẽ ở nhà mình ấy, các bác dùng để các bác cho vào. Nó cái con này nó có cái phần đầu nhọn này, các bác cho vào nó lọt khe rất là thích luôn. Đấy. Đây em xem có gì để em có cái khe để em cho vào em nhét cho bác coi nhìn hay lắm. Đây là các bạn, đây em sẽ test bác coi này. Ví dụ như là nhà các bác mà có những cái phần khe kẽ nó nhỏ nhỏ này một chút này. Đấy, các bác cho này vào này. Đấy, cho nó vào. Đấy, sau đó các bác lại kéo lại này. Đấy, nó rất là hay. Thì nó rất là sạch. Các bác cọ rửa những cái phần khe kẽ ở bàn ghế này, rồi là đồ dùng nhà mình này, rồi là rửa xe, rửa cỗ thứ các bác dùng cái cây này cho em rất hay. Và cái con này nó có thể uốn này. Đấy, nó có thể uốn cong đi, rất ok. Rồi là nó luồn lách những phần khe kẽ của cái đồ đạc các thứ nhà mình dùng để vệ sinh nhà cửa các thứ ok cho em luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chổi lông xù nhá. Cây này nó dài khoảng tầm 40 cm nhá, dài khoảng tầm 40 cm, khá là dài, cầm hay lắm. Đấy, hôm nay em sẽ kho cái mã này luôn. Cây chổi lông xù sẽ có giá bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em sẽ kho bác một cái mức giá rất dễ mua. Lên mã em sẽ là chổi lông xù nhá, chổi lông xù màu xanh, chổi lông xù màu xanh này giá bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em về cho bác một mức giá rất tốt luôn, 30k nhá, 30k cho một cái cây chổi lông xù màu xanh này. Đấy, nó sẽ xù lông, những cái sợi cước nó sẽ xù ra. Các bác dùng để cọ rửa xe, bàn ghế, rồi là đồ dùng các thứ nhà mình. Đấy, chuẩn bị rửa ráy các thứ Tết nhất này. Mua cây này về rất ok, những phần khe kẽ nó luồn vào. Đấy, nó luồn vào, các bác tuốt vài đường cái nó sạch bong luôn, rất hay nhá. 30k một cây chổi lông xù nhá, dài là 40 cm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng, đó là cái con máy sấy tóc này. Máy sấy tóc của hàng bãi Nhật nhá. Con này thì đây của thương hiệu Chaba này. Đấy, hàng bãi Nhật. Công suất của nó sẽ là 3500W nhá, sử dụng là điện 220. Đấy, các bác mua về sấy đồ, sấy tóc nhà mình. Máy chạy cực kỳ khỏe và rất là êm luôn, và cái lượng hơi nóng ra rất là khỏe nhá. Đấy, nó sẽ có hai công tắc nhá. Một công tắc chỉnh gió và một công tắc chỉnh nóng này. Một công tắc chỉnh gió, một công tắc chỉnh nóng nhá, cực kỳ ok luôn. Đấy, đây. Phần đầu này, phần đầu thổi ra này. Đấy, về các bác dùng tùy chỉnh thôi. Mình muốn gió nó mạnh thì các bác chỉnh công tắc này, mình muốn cái độ nóng nó ít nhiều thì các bác cứ bấm công tắc cho em là ok. Đấy, sử dụng nguồn sẽ là nguồn 220 nhá. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài thôi. Công suất 3500W thì các bác dùng gia đình nói chung là rất là phù hợp. Nó không bị ít, nó không bị nhỏ quá nhá, và nó không bị lớn quá. Đấy, nhỏ quá thì các bác dùng không đủ xài, mà lớn quá thì mình dùng nó tốn điện. Đấy, nói chung là 3500W là các bác xài gia đình rất là hợp lý rồi. Giá thì hôm nay em cũng xả kho cái mã này luôn. Lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây máy sấy tóc nhá. Máy sấy tóc. Máy sấy tóc này bữa trước bên em đang bán là 180.000. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá rất dễ mua luôn. Chỉ còn có 130.000 thôi. 130k cho một cái máy sấy tóc nhá. 130k một chiếc. 130.000 cho con máy sấy tóc, công suất 3500W, sử dụng gia đình rất hợp lý. Đấy, độ nóng cao và lực gió ra rất là khỏe nhá. Máy chạy êm, ok luôn. Đấy, chắc cầm chắc tay. Cầm chắc tay, hàng bãi cầm rất chắc tay nhá. Đấy, cầm chắc nịch luôn. Đó. 130.000 một chiếc nhá, 130.000 cho một con máy sấy tóc, hàng rất ok luôn. Đấy, cái này anh em cũng đang xài của tầm hơn 2 năm nay rồi, dùng ok lắm. Đấy, 130.000 một cây nhá, máy sấy tóc. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng đũa Nhật để các bác chuẩn bị Tết nhất này. Đấy, nhà mình Tết nhất mình khách khứa nhiều thứ này, cỗ bàn nhiều. Đấy, thì các bác mua cho em cái vỉ đũa Nhật này về. Hôm nay thì cũng có mức giá tốt để các bác cái sản phẩm đũa Nhật này luôn. Bữa trước đang bán là 50.000 vỉ, hôm nay em sẽ kho bán ngay luôn. 50k em giảm luôn cho bác, giá chỉ còn có 30.000 thôi. 30k cho một cái vỉ đũa Nhật 10 đô luôn nhá. Đấy, một vỉ đũa Nhật 10 đô mà chỉ có 30.000, giá cực kỳ là tốt luôn. Một vỉ này là 10 đô. Và chất liệu đũa này thì nó là dòng đũa sợi thủy tinh nhá. Đấy, nhiều bác hỏi là đũa này thì dùng ok không, thì em cam kết bác là dùng cực kỳ ok luôn. Em dùng nha, em cũng dùng khoảng tầm 3 năm nay rồi. Đấy, dùng rất ok, mà cái đợt trước là nó rất là đắt, đợt này nó về nó giá rất là tốt luôn đây. Đũa cực kỳ đẹp luôn này, chất liệu là sợi thủy tinh nhá. Các bác sử dụng không lo nó bị nấm mốc và không lo nó bị cong vênh. Đầu đũa thì có phần chống trơn trượt nhá. Các bác ngắm miếng đùi là gắp là trúng miếng đùi luôn, không lo trơn trượt nhá.
Đấy, một vỉ là 10 đôi, dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác mua cho em khoảng tầm mỗi nhà mua tầm 5-7 vỉ về mình xài dịp Tết nhất này. Khách khứa nhiều, nhìn nó đồng bộ, nhìn nó đẹp này, sang trọng và lịch sự. Nói chung là đũa Nhật thì các bác yên tâm uy tín chất lượng rồi. Yên tâm với em là các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Đấy, nói chung là cam kết bác là dòng này đũa Nhật xịn mà cầm chắc chắn mà ok, nói chung nó đẹp lắm. Nhìn cái vẻ đẹp bên ngoài, nhìn kiểu nó lịch sự, nhìn kiểu nó sang trọng ạ. Đấy. Đây. Dòng đũa sợi thủy tinh nhá, dùng yên tâm là không lo nấm mốc, không lo cong vênh. Đấy, may xả khuôn luôn đấy bác, là chỉ có 30.000 một vỉ nhá. 30k một vỉ đũa Nhật 10 đôi. Đấy, giá tốt, bao giá thị trường luôn. Đấy, mua cho em khoảng tầm 5-7 vỉ mỗi nhà về, mình thay một loạt những hết cái đũa gỗ đi. Đũa gỗ là đôi khi các bác dùng hay bị nấm mốc này, hay bị cong vênh cái thứ này, dùng rất là ảnh hưởng sức khỏe đấy. Các bác chuyển sang dùng cái đũa này cho em, sạch sẽ, an toàn và ok. Sang trọng lịch sự, đẹp, chất lượng nhá. 30k một vỉ đũa Nhật 10 đôi nhá, 30.000 một vỉ thôi. Giá rất tốt luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang nó cái cây súng mồi lửa này. Đấy, để về các bác Tết nhất thắp hương thắp nến này, rồi là các bác về mồi lửa mồi bếp này, rất tiện dụng luôn mà giá nó cũng rất là bình dân. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang bán một cái cây súng mồi lửa này, nó chỉ có 20.000 thôi, 20k nhá, giá rất tốt luôn. Cứ lên mã cho em sẽ được cây súng mồi lửa nhá, 20k một cây. Cái cây này nó rất là dài, nó dài khoảng tầm 30 cm, nên là ví dụ những cái chỗ vị trí cao là các bác cầm các bác vẫn có thể với được này. Mà bình thường là các bác cứ hay dùng cái hộp quẹt đấy, các bác có phải bật quẹt quẹt tay, nhiều khi là rất là đau tay, thì đặc biệt là các bác người già tay yếu khó bật quẹt lắm. Các bác dùng con này chưa, chỉ việc ấn cái ra lửa luôn, ấn cái ra lửa, ấn cái ra lửa này, có phần chỉnh ga to nhỏ này, rồi là phần khóa cò này, rồi con này thì hết ga thì các bác có thể bơm lại nhá. Đây nó có cái lỗ bơm ga này, hết ga có thể bơm lại, còn trong này thì đã có sẵn ga, về các bác chỉ việc xài thôi. Đấy, nó rất là to tát nhá. Bình thường là các bác người già hay dùng những con máy lửa nó nhỏ nhỏ ấy, rất là khó tìm. Đấy, nhưng con này các bác để lên ban bàn thờ, to tát, dễ tìm, dễ cầm. Đấy, thiết kế chắc chắn an toàn. Đó, rất ok luôn nhá. Đấy, bấm cái là ra, rất nhạy luôn. Cứ bấm cái là ra lửa luôn này, quá ok, rất nhẹ nhàng, tình cảm, dễ sử dụng nhá. Chỉ có 20.000 một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ là cây súng mồi lửa nhá. Các bác mua về, đấy, Tết nhất mình thắp hương thắp đến ban bàn thờ này, rồi là các bác mồi bếp, mồi giáp các thứ này, mồi lửa này. Đấy, ok luôn, 20.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho các bác mã hàng, đó là cái cây đèn đội đầu cảm biến này. Đấy, các bác đi rừng, đi rú, đi thuyền, đi ghe này. Đấy, đi đêm hôm chợ búa các thứ này, mình cầm cái cây đèn đội đầu thì các bác tham khảo ngay cho em sản phẩm này. Đấy, một con đèn đội đầu cảm biến nhá, rất là hay luôn. Cực kỳ sáng nhá. Ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng, rất là sáng luôn. Đấy, và sản phẩm sẽ gồm có là một thân đèn đi kèm là một cái cọng dây cáp sạc nhá. Con này sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V. Đấy, nguồn 5V. Đấy, về các bác kiếm cái cục sạc điện thoại này mình ấy, là các bác cắm vào cái cục sạc này các bác sạc thôi. Đây, tổng quan con đèn này rất chắc chắn. Phần đầu của nó sẽ là đầu thân nhôm nhá. Đầu thân nhôm nên là nó cho ra cái hệ tản nhiệt rất là ok. Đấy, đây. Có thể cụp lên cụp xuống các kiểu này rất ok luôn. Đấy, đây nút bật tắt này. Đấy, bật tắt nhá. Đấy, có con này có thể chỉnh được pha nhá, chỉnh được pha thu vào và chỉnh được pha rộng ra nhá. Đây, chỉnh pha thu vào này. Đấy, chỉnh pha rộng ra này. Chỉnh pha rộng ra này. Đấy, chỉnh pha rộng ra, thu vào này. Rộng ra này, rất ok luôn nhá. Đấy, rất là hay, vừa chỉnh pha các kiểu luôn. Đấy, rồi là ngoài chức năng là chỉnh pha thứ ra bật đèn bình thường, nó còn có cả cái chức năng cảm biến này. Các bác muốn bật chức năng cảm biến thì các bác bấm cái nút wifi cho em này. Đấy, các bác nhìn thấy vẫy tay cái đèn tắt này, vẫy tay cái đèn sáng này. Vẫy tay cái đèn tắt này, vẫy tay cái đèn sáng, vẫy tay cái đèn tắt, vẫy tay cái đèn sáng nhá. Con này thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là con đèn đội đầu cảm biến hoặc là đèn đội đầu wifi đều được nhá. Đấy, đây có cả chế độ nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy. Nói chung là cực kỳ sáng nha, và cái tầm chiếu xa nó cũng khá là xa đấy. Đây có nhìn này. Khi mà trụm vào này, đấy cái ánh sáng nó ra ánh sáng màu trắng này. Đấy, trắng xóa luôn nhá. Các bác soi cực kỳ sáng luôn. Pha rất là rộng này. Đây. Pha quá ok luôn. Cực kỳ ngon lành nhá. Đó rồi. Tổng quan với con sản phẩm đen, đấy dùng mình dùng để chiếu sáng, dùng có chức năng cảm biến vẫy tay vẫy đồ các thứ ra ok luôn. Giá bên em đang gửi bác thì hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này nhá. Bữa trước đang bán là 170.000. Đấy, đèn đội đầu cảm biến nhá, lên mã em sẽ là đèn đội đầu cảm biến. Bữa trước đang bán là 180.000, hôm nay em về cho bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, giá sẽ là đi 130.000 thôi, giảm giá luôn. 130.000 để các bác dễ mua nhá. 130k trong một cái con sản phẩm đèn đội đầu cảm biến nhá. Đèn đội cảm biến. Đấy, vẫy tay cái là bật và vẫy tay cái tắt nhá. Các bác muốn bật chức năng cảm biến thì ấn vào nút wifi này. Khi mà bật đèn thì cái con này là nó báo luôn cả cái phần trăm pin ở đây nhá. Đấy, hiện tại con này đang là 75% pin này. Đấy, thì khi nào mà gần hết pin thì các bác chủ động bác sạc, nó cả có cả báo cái phần trăm pin luôn, rất tiện. Đây là cái phần cổng sạc nó này. Một cái cổng sạc chân tai C và một cái cổng USB là cái cổng lấy điện ra, ví dụ như là
Điện thoại các bác USB thì mình có thể cắm vào đây để mình sạc dự phòng cho điện thoại ok. Đấy. Đây, phần dây đeo đội đầu rất chắc chắn nhá, dây đeo có giãn 4 chiều ok luôn. Đấy. Chắc chắn 130.000 đúng không nhá? 130k. Lên mã em sẽ lấy con đèn đội đầu cảm biến hôm nay em đang xả kho sản phẩm ấy, giá rất ok luôn. Sao thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái giá đỡ điện thoại này, lên mã em sẽ cái giá đỡ điện thoại nhá. Giá đỡ điện thoại về các bác sử dụng mình dùng để điện thoại đây mình coi này. Đấy, mình coi YouTube, mình coi điện thoại này. Đấy, thì các bác mua cái này về các bác để lên cho em nhá. Rất là tiện dụng luôn. Con này thì cái phần đế của nó sẽ là đế kim loại nha đây. Đế chân sẽ là đế chân kim loại này. Đấy, đế chân và kim loại nên rất là nặng, đầm. Đấy, và cái con này có thể là xoay xoay 360 độ luôn. Đấy, xoay tròn 360 độ nhá. Và có thể là kéo cao lên cho thấp xuống, kéo cao lên cho thấp xuống để tùy nhu cầu của bác sử dụng nhá. Đấy, phần bản này có thể là gập giếc các kiểu này rất ok. Đấy, thì về các bác xài, các bác để điện thoại đây là các bác xài thôi rất hay, để ngang để dọc điện thoại đều được dùng hết các nhá. Đấy, chỉnh cữ rồi là xoay tròn 360 luôn rất ok. Báo giá bác luôn nhá, bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 80.000, hôm nay em xả luôn bác giá chỉ còn có 50.000 thôi. Lên mã em sẽ là cái giá đỡ điện thoại nhá, giá đỡ điện thoại chân đế bằng kim loại nhá. Đấy, hôm nay giảm luôn bác chỉ còn có 50.000 một chiếc nhá, 50k cho một chiếc giá đỡ điện thoại chân đế kim loại nhá, 50k. Đây, con này nó rất là tiện, các bác để điện thoại lên rất hay. Đấy, mình có thể để ngang, để dọc các kiểu luôn. Đây các bác có thể để ngang nha này. Đấy, để ngang nha, các bác có thể để dọc nha này. Đấy, và khi mà các bác để dọc ấy thì rất là hay là nó có một cái phần khe. Đấy, ví dụ các bác có thể vừa cắm sạc mà các bác vẫn vừa có thể là xem được điện thoại nhá. Đấy, mặc dù là các bác để dọc điện thoại nhưng mà các bác có thể vừa cắm sạc vừa ấy luôn, vừa cắm sạc vừa xem được điện thoại luôn, rất hay luôn. Đấy, điện thoại to nhỏ nó con này chưa được hết luôn, cân được hết luôn, nó chịu tải rất là tốt, chịu tải là cả một cái con lát cái con máy tính bảng nặng luôn đấy nhá. Đấy, nó rất là chắc chắn, ok luôn, 50k một chiếc nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại chân đế và kim loại nhá, 50k trong chiếc, giá đỡ điện thoại chân đế kim loại nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái con đuôi đèn điều khiển này. Đấy, bác sẽ cái cây đuôi đèn điều khiển nhá, báo giá bác luôn, nay em cũng xả kho luôn cái này nhá, đuôi đèn điều khiển. Bữa trước sản phẩm này đang bán là đi 90k, em về đây bác không mức giá dễ mua luôn là đã bao tiền nhỉ, 80.000 nhá, 80k cho một cái đuôi đèn điều khiển này, 80k thôi, giá rất dễ mua. Đấy, bộ sản phẩm sẽ gồm có là cả pin biếc các thứ đầy đủ đi kèm luôn. Cái này thì cực kỳ dễ dàng lắp đặt, về các bác mà có sẵn cái đuôi ở nhà mình rồi ấy thì các bác mua ngay trong cái đuôi này về các bác lắp vô, thế là xài ngon lành luôn. Đây, nó sẽ gồm có là một cái đuôi này. Đấy, một cái đuôi. Đấy, đuôi nối tiếp vào đuôi nhá, và một cái tay điều khiển. Đấy, con này thì nó điều khiển khoảng cách khoảng tầm 20-25 mét là ok. Đấy, đây có nút bật tắt này, ngoài ra nó có cả chức năng hẹn giờ nhá. Đấy, các bác hẹn giờ thì ví dụ như là 15 phút này khi bật lên mà hết 15 phút nó sẽ tắt này, 30 phút khi bật lên thì hết 30 phút nó sẽ tắt này. Đấy, và tương tự là 60 phút cũng như thế luôn. Đấy, thì về các bác tháo con nắp này ra lắp cho em hai pin này các bác xài. Còn đây là cái đuôi đèn chính nhá, đây là cả cái cục nguồn điều khiển nó thứ nào nó trong hết, còn đây là các bác chỉ cầm cái tay điều khiển này các bác bấm thôi. Đấy, thì về các bác có cái đuôi sẵn ở nhà mình rồi, các bác lắp cái đuôi sẵn nhà mình, sau đó là các bác ở cái đuôi này các bác lắp cho em quả bóng vào, các bác cần điều khiển đấy thì các bác bấm vào là xài thôi. Đấy, bật tắt các kiểu luôn, rất ok. Cái này anh em cũng đang xài đang dùng ok lắm, em thấy ok. Đấy, bền chắc chắn mà tiện các bạn, nói chung là tiện, mình đi đâu đi lại mình cầm cái điều khiển mình bấm cái là xong, ok luôn, ngon lành nhá. Giá anh em đang gửi bác giá rất là tốt luôn, chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi này điều khiển nhá, 80k. Đây em test cho bác coi, nhà em đang xài này. Đây là coi nhà em đang xài con đèn 8 cánh này. Đây em bật cho bác coi nhá. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đây, cái đuôi đèn nhà em đang xài đây. À, cái điều khiển nhà em đang bấm cái này em gắn tiện luôn tường cho nó tiện này. Tắt này, bật này, tắt này. Thì nó có cả cái chức năng hẹn giờ để bác dùng nhau dùng. Đấy, còn đây. Nhà em chủ yếu là bấm và tắt thôi, hẹn giờ thì em không xài mấy. Đấy, đây, rất tiện dụng nhá. Đó. Rất ok. Đấy, con này đang lắp con đèn 8 cánh luôn, rất ok luôn. Rất tiện nha coi nhá. Đó, đi về các bác lắp đặt là xài thôi. Cái này nó lắp đặt vừa dễ lắp đặt này mà nó rất là tiện nha coi nhá. Rất là tiện, mình không cần phải dây dạo thứ gì lằng nhằng. Đấy. Có cái điều khiển này các bác bấm. Đấy, mình đi lại mình cứ cầm mình bấm là xong. Ok luôn. 80.000 một cái bộ đuôi đèn điều khiển nhá. 80k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này là cái đầu tưới cây tự động này. Lên mã sẽ cái bộ đầu tưới cây tự động nhá. Cái này rất là hay. Đấy, các bác mua về sử dụng nhá. Thì đây, một bộ nó sẽ gồm có là một cái đầu này này, đấy, một cái đầu này. Đấy, đi kèm với lại cái van này nữa. Đấy thì về các bác lắp vào nhá. Lắp vào. Đây lắp đúng như này cho em. Đấy, nó có cái lỗ cắm này các bác cắm vào đây. Đấy, và cái phần này các bác cho cái chai nước vào đây. Các bác lấy cái chai nước nào được, các bác xoáy cho em cái chai nước này vào này, xoáy cho em cái chai nước vào, xoáy vào đấy. Sau đó là các bác mở cái van này ra.
Ở đây nó có cái van điều chỉnh này, cái van này là cái van điều chỉnh nước nhá, van điều chỉnh áp nước nó ra nhiều ít thì các bác điều chỉnh cái van này. Còn là cái phần này là các bác lắp những cái chai nước, ví dụ chai Coca, chai Pepsi, chai to, chai lớn, chai Lavi. Cái này nó là cái gen phổ thông nhá, những cái chai nước hiện nay ở thị trường là nó lắp vào được hết luôn. Đấy, rất ok luôn. Về các bác cắm trực tiếp vào đất này, sau đó bên trên này cái chai nước ở cái phần đít chai thì các bác cắm cho mấy cái kim vào là các bác xài thôi, rất là hay luôn. Đó. Cái này là cái tưới cây nhỏ giọt các nhá. Đó thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái vòi, cái này là cái bộ vòi tưới cây nhỏ giọt nhá. Đấy, thì về các bác lắp vào cho các chai nước này, các bác cắm đất và các bác điều chỉnh cái van này, nước nó sẽ ra theo nhu cầu nhá. Đặc biệt ví dụ các bác hay đi xa nhà hay đi công tác lâu ngày, các bác không để ở nhà chăm sóc cây cối được thì các bác mua cho em cái này về cắm trực tiếp với cái gốc cây. Đấy, bơm thêm ít nước vào cái chai nữa là các bác cắm xuống là các bác xài thôi. Nó ra nó rất là từ từ nhá. Mà nó lúc nào cây cối nó có nước nó cũng xanh tươi ok luôn. Đấy. Thì hôm nay em xả kho luôn cái mã này nhá. Em bán cả một lố 10 cái luôn nhá, không bán lẻ nhá, bán cả lố 10 cái luôn thì sẽ có giá là đi lên mã em sẽ cái combo 10 cái đầu tưới nhá, combo 10 đầu tưới thì sẽ có giá là đi 50.000 thôi các bác nhá. 50k cho một combo 10 đầu tưới cây tưới nhá. Đấy. Còn nếu mà các bác muốn mua lẻ, em cũng có bán lẻ bác luôn. Bán lẻ thì bên em đang bán lẻ một cái đầu tưới như này thì sẽ là 10.000. Còn các bác mua cả combo giá nó sẽ tốt hơn. Mua cả một combo 10 đầu như này chỉ có 50.000 thôi. Giá rất là tốt. Đấy, rất là hay. Đây. Các bác cùng xem một video thực tế về sản phẩm này. Đây nhá. Về sản phẩm nhá. Đấy đây các bác nhìn này. Người ta sẽ cho vào cái chai nước này nhá. Đấy chai nước. Đấy, sau đó các bác mở cái van này ra, mở cái van ra, các bác cắm đất này thì các bác sẽ điều chỉnh cái van nước nó sẽ ra từ nhá. Đấy cái phần trên đít chai thì các bác đục cho mấy cái lỗ nhá để nước nó ra nó sẽ đều hơn. Đấy, ok luôn đây các bác nhìn này. Đấy nó nhỏ giọt từ từ nhá. Thì lúc nào cây nhà mình cũng có nước tưới, đấy, cũng có nước chăm sóc được cây, rất là xanh tươi. Ok luôn. Dễ sử dụng mà rất là hay, thông minh nhá. À, một cái combo 10 cái đầu tưới nhà là 50.000 nhá. Thì nếu mà theo các bác nên lấy cả combo giá nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà các bác lấy một đầu thì sẽ có giá là 10.000. Một đầu tưới cây này là 10.000. Còn các bác lấy cả combo 10 đầu thì sẽ là 50.000 nhá. Đầu tưới cây nhỏ giọt nhá, đầu tưới cây nhỏ giọt. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái thước lỗ ban này. Thước lỗ ban thì hiện tại em đang có hai mã là thước thước này là thước 5m, à thước 7m này, một mã là thước 5m này thì hiện tại đang có hai mã nhá. Hàng con này của hãng của Future. Đấy, dòng này cực kỳ ok, về các bác đo nè các thứ ok. Mặt sau đây sẽ có là lỗ ban này, mặt sau có lỗ ban, mặt trước này nhá số to rõ ràng ok luôn. Đấy, rất ngon lành xịn sò. Đó thì các bác lên mã giúp cho em xem sản phẩm là cây thước lỗ ban nhá. Thước lỗ ban thì hiện tại đang có hai cỡ là một cỡ 5m nhá, 5m và một cỡ 7m rưỡi. Tại vì em báo giá luôn cỡ 5m thì em đang bán là 40k và cỡ 7m rưỡi đang bán cho bác là đi 50k nhá, 50k một cây thôi. Đấy, dòng thước lỗ ban nhiều bác rất hỏi cái thước này. Đấy, về các bác đo phong thủy thứ rồi. Đấy, vừa đo phong thủy vừa đo chiều dài chiều rộng ok luôn. Đấy, dòng thước của Future kéo rất trơn tru này. Đấy, kéo rất trơn tru, kéo êm ru luôn nhá, không dích thế nào luôn. Đấy, thước vào phần phập luôn này, rất ok, chắc chắn lắm. Hàng hãng hàng Future, Future một trong chia hương hiệu của Nhật. Đấy, chuyên về đồ kim khí, đồ cho anh em sửa chữa thợ thuyền rất là nổi tiếng rồi. Đấy. Con này là con 5m này. Đấy, mặt sau có lỗ ban ok luôn. 5m giá 40k, 7m rưỡi giá 50k nhá. Đấy thước lỗ ban các nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lọ thuốc kiến này. Đấy, nhà bác nào nhiều kiến thì các bác tham khảo cho em có sản phẩm này, cực kỳ nhạy luôn. Đấy thuốc chế phẩm thuốc kiến rán sinh học. Đấy về bác nào có nhà có kiến rán ấy thì các bác mua này cho em cái lọ này về. Giá bên em đang bán một cái lọ thuốc kiến này với giá là 10.000 nhá, 10.000. Còn nếu các bác lấy 3 lọ sẽ có giá là 20.000 thôi. Giá rất bình dân hạt rẻ luôn. À đây. Lên mã em sẽ là thuốc kiến nhá. 10k trên một lọ nhá, 10k một lọ. Lấy 3 lọ nhá, 3 lọ sẽ có giá là 20k thôi. 3 lọ là 20k, dùng rất là hay luôn. Đó, 3 lọ là 20.000.
Cái này thì cam kết bác là diệt kiến 100% luôn. Bác nào mà nhà mà hết không hết kiến, giỏ các loại này mà không hết kiến thì hoàn tiền lại cho bác 100% cái về cái giá trị đơn hàng luôn, rất ok. Đấy. Các bác mua về cứ mua về giỏ đi em. Đấy, những chỗ nào nhiều kiến dán là các bác giỏ trực tiếp vào cái chỗ nào mà hang ấy, rồi đến cái chỗ mà đường đi đối lại những chỗ nào nó hay tập trung nó ăn ăn mồn nữa thì các bác giỏ ngay cho em cái dung dịch này vào. Đấy, con này là toàn bộ từ sinh học, từ mật mía các thứ này, rồi là từ mật mía, mật ong, đường các thứ này. Đấy thì các bác cứ đây này, nó có cách dùng là nhỏ 5-7 giọt vào đường đi hoặc ấy này, nơi trú ẩn của kiến dán này. Đấy thì cái con này, cái hay của sản phẩm này là khi mà nó ăn ấy thì nó sẽ không chết ngay mà nó bắt đầu nó đi về tổ nhá. Nó đi về tổ và những cái con đồng bọn là nó thấy thơm thì nó sẽ lại tập trung nó bâu vào những cái con kia. Và nó bâu con kia thì nó sẽ lây lan ra một loạt cả một cái nó cả một cái hang ổ của nó luôn, là nó sẽ chết là chết hàng loạt và chết tận gốc, chết cả hang ổ luôn nhá. Thì rất hay. Cái này anh em dùng, nói chung là dùng là các bác ngày thứ nhất còn thấy kiến đến ngày thứ hai là không thấy một con nào luôn, bóng dáng không thấy con nào luôn mà nó diệt tận gốc luôn nhá, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, thuốc diệt kiến dán nhau nhá. Một lọ là 10k, các bác lấy 3 lọ sẽ là 20.000 nhá. 3 lọ là 20.000. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái con bóng 45W này. Con này thì nó là thiết kế dạng hình trụ tròn nha. Đấy, hình trụ tròn. Cái này thì nó theo cái dạng thiết kế truyền thống hồi xưa rồi. Đấy. Hàng rất là xịn luôn nhá. Con này 45W nhá. Em báo giá luôn, nó cũng giá là 40.000 thôi. Đấy, còn cái con này công suất nó sẽ cao một chút là 45W thì đương nhiên nó sẽ sáng hơn rồi. Đấy, khá là sáng nha, con này sáng lắm. Đó, sáng hơn con 40W kia một chút. Đây sẽ lắp cho bác con này. Con này thì nó là thiết kế dạng bóng tròn ạ. Đấy, bóng rất là sáng nhá. Đây. Đấy, bóng sáng lắm con này, sáng cực kỳ luôn. Đấy đâu, sáng trắng luôn này. Đó. Rất tiện dụng nhá. Bóng của nó sẽ là bóng bóng tròn. Đấy, cái này em quay lên nó hơi bị nháy một chút thôi nhá. Đó. Còn bên ngoài các bác nhìn mắt thường sáng lắm, nhìn chói mắt luôn đấy. Đấy, con này là bóng cứ lên mã cho em sẽ là cái bóng tròn 45W nhá. Bóng tròn. Công suất của nó sẽ là 45W. Con này thì bên em đang gửi bác giá là 40.000. Đấy, hầu hết thì những cái bóng bên em đang gửi bác toàn bộ nó là bóng giải, bóng led siêu sáng nhá, và có chế độ tiết kiệm điện nên các bác yên tâm dùng ok. Đấy, không lo nó bị tốn điện hay lo nó bị cháy chết cả, vì bây giờ hầu như toàn bộ của nó là toàn dùng bằng chip mắt led rồi, nó không phải như dạng sợi đốt hay như hồi xưa ấy, là các bác xài nó rất là dễ cháy. Như con này dùng rất là bền, xong rồi dùng bền lắm. Đó, cái con này trước em cũng bán rất nhiều này. Và đấy lại tiếp tục với cái lô này. Đấy. Thì con này bên em đang gửi bác là 40.000 một quả bóng 45W nhá. 40.000 một quả bóng 45W, bóng trụ tròn các nhá, bóng trụ tròn. Đó đây. Sáng lắm, con này sáng cực kỳ luôn. Đấy, về các bác nói chung là những cái con bóng đĩa bay này, con bóng tròn này hoặc là con bóng đĩa bay vừa quay này thì mấy con này về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý rồi. Hầu như là những cái mã bên em đang bán cho bác chủ yếu các bác xài gia đình là ok luôn. Đấy, về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý. Đó, 40.000 coi nhá. Bóng rất chắc chắn luôn, sử dụng dòng chip led siêu sáng, tiết kiệm điện ok. Đó, 40.000 quả, công suất là 45W. Còn cái con bóng đĩa bay kia thì đang bán là cũng 40.000 luôn. Đấy, công suất là 40. Ngoài ra thì chắc là nhiều bác thắc mắc tại sao bên em lại có cái đuôi này, đuôi rất là hay này. Đấy, thì em cũng gửi bác luôn. Cái đuôi này thì hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Cái con đuôi này là nó có tích hợp cái bóng điện này này. Đấy, tích hợp với công tắc này, lúc nào dùng nó các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi, rất là tiện dụng luôn. Và cái ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng này. Đấy, bẻ các hướng đi chưa, bẻ các hướng các kiểu luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, đây, bẻ các hướng đi luôn. Đấy, các bác thích hướng nào các bác bẻ hướng đấy các bác nhá, rất tiện dụng. Và lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng mình tắt đi. Đấy, dùng bật lên không dùng tắt đi chưa, rất tiện dụng nhá. Nó có tích hợp cả cái công tắc ở cái lò ở cái đuôi đèn này này. Đó, cái đuôi đèn này. Đấy, thì đây hàng của nó thì mới nguyên trung bình nha. Đấy, cái kia là anh em đang lấy để em hay test bóng cho bác thì em báo giá luôn nhá. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo giá của nó sẽ là đi 30k, 30.000 một cái đuôi đèn lò xo này. Đấy, tại sao gọi là đuôi lò xo, vì ở đây nó có cái phần lò xo, nó có thể bẻ đi các hướng các kiểu, thì bên em hay gọi là cái đuôi lò xo. Đấy, nó có tích hợp cả công tắc bật tắt ở cái phần đuôi luôn. Giá của nó sẽ là 30k một cái đuôi lò xo nhá, 30.000 một cái thôi. Giá rất bình dân mà rất là hay. Đấy, nó rất là tiện nhá, các bác dùng ở đâu cũng được. Đấy, cắm nào được, mình cứ rút ra cắm ra chỗ khác rất là tiện. Nói chung là nó như một chiếc đuôi di động luôn, mình có thể di chuyển mọi chỗ mọi nơi, và nó có tích hợp công tắc rất tiện dụng nhá. 30k một cái. Tiếp luôn,
bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã cho em sẽ là túi da đeo hông nhá, 35.000 một chiếc. Bên em sẽ có hai màu là đen và nâu, các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá, thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây cái con trong túi này là màu đen này, đây là màu đen này. Đấy, còn đây là màu nâu đây đó, thì lấy màu nào báo nha. Con này nè, về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng, các bác xỏ thắt lưng vào đây. Đây, ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng như này đó, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy, mình mang đi chơi, mang đi du lịch, bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần, nó rất là bất tiện nhá. Đấy, thì đây ví dụ như con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong thứ các bác cho đây nha. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành, ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này, ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy, thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá, hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy, thì có màu đen màu nâu, lấy màu nào bán nha. Đấy, thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đem đeo các bác còn này. Đây các bác nhá, đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng và các bác đeo vào xem, quá ok luôn nhá. Đấy, đeo nó dịch sang bên hông này, rất đẹp, rất tiện luôn. Này đấy, lấy ra lấy tiền hay nong nó cá này, đó, rất tiện dụng luôn nhá, rất ok. Đấy, mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá, có thấy không? Đấy, đeo lên thì rất đẹp, chất lượng luôn, ok. Đấy, 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông, 35.000 một cái, hai màu là màu đen màu nâu, lấy màu nào báo cho em nhá. Túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình, xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo thôi. Ba ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn. Điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các nhá. Sao vào. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhức các thứ ra, để các bác mua cái kê về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhức các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k các nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy, thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này. 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k. Một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Đấy, chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho
dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi, nó thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi, thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn, đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá, đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn đó, 10.000 một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái cuộn dây dù 20m nhá các bác nhá, và em báo giá luôn đợt này thì giá đang được giảm rất tốt bác luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 một cái cuộn dây dù 20m nha, 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Đó, một cuộn này dài sẽ được là 20m, rất nhiều dây luôn, 20m dây các bác biết rồi, rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bó thành một cuộn rất đẹp nha. Đó, về các bác tháo ra để các bác xài sử dụng nhé. Con này các bác xài sử dụng rất là nhiều việc. Đấy, mình có thể là căng dây, mình làm dây dây ví dụ như là căng dây buộc đồ này, rồi là các thứ ra. Đấy, chằng đồ các thứ, rồi mang là các bác buộc đồ. Dòng này là dòng dây dù nhiều lõi nhá, dây dù nhiều lõi. Đây. Em đấy cho bác coi về cái phần lõi của nó nhá. Đây nha các bác nhá, đây cấu tạo bên trong của nó này. Nó gồm rất nhiều là những cái sợi nhỏ, nó sẽ bện vào thành một sợi to. Đấy, như này các bác xài nó rất là được bền các bác. Bình thường là các bác xài những cái dây, cái dạng dây dù nó chỉ có một lõi thôi ấy, thì nó rất là nhanh xuống dây, mà cái dây một khi nó đứt là nó đứt luôn các bác, nó cũng đứt là đứt luôn. Đấy, nhưng con này là nó sự kết hợp của rất nhiều những cái lõi dây nó kết hợp vào thành một dây nha. Đấy, nên khi mà các bác xài nó dùng rất là bền. Đấy, vì em cũng đang xài cái dây này, em đang lấy cái dây này em cột mấy cái dây buộc mấy cái cây nha, mà bền lắm, em dùng mấy năm nay mà phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, mà rất là bền nhá. Đấy, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, mà một cuộn này 20m, giá nó chỉ có 20.000 thôi, về các bác sử dụng được rất nhiều công việc hay trong gia đình nhà mình luôn. Đó, cuộn dây dù 20m các bác nhá, giá bên em đang gửi các bác là 20.000 một cuộn nha. Đấy, 20.000 một cuộn, rất chắc chắn và xịn luôn. Đó, về sử dụng rất là nhiều việc các bác nhá. Đây cô phích cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá, vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy, hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các nhá. Đấy, con nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ phích chống và đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống và đập chống vỡ chống cháy, cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, phích cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật, giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha, vẫn còn nguyên cả bọc cái bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá, em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, thì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là
giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy. Hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây. Made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy thì em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng các em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy. Hàng là bao sống các bác nhá. Về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này. Xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ ấn nút thế là xong. Đây này. Đồng hồ chạy ngon lành luôn. Mặt rất đẹp luôn các nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không, đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu, nên là rất là em để cho bác cái giá nó rất là rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá, 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn, vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô cửa hàng thôi, nó có vài chục cây thôi các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi 90.000 nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn những thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây, đấy các nhìn này, tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok, 90.000 một cây, vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu các nhá. Em lại về cái lô đèn led 12V. Đấy, hàng thanh lý công ty cực kỳ xịn sò của bác luôn. Đấy. À, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, người ta không có hàng thanh lý, thì đợt này người ta lại có, người ta lại gọi em này. Đấy, em ôm lô luôn đợt này, ôm lô nhiều nhá, ôm lô nhiều. Đấy, hàng xịn sò lắm. Hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt ấy. Đấy, để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V luôn giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình ắc quy các bác cắm vào là xài thôi, hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha led ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này, rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện, mình bí ấy, cần ánh sáng, đấy, có con bình ắc quy lôi ra cắm này vào cái sáng trưng luôn, rất là hay luôn nhá. Đấy, và đây hàng công ty này, đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá đỡ lắp đặt luôn, nhưng mà thôi cái này thì bỏ qua một chỗ đấy. Đấy, còn đây chủ yếu em review cho bác cái đèn. Con này thì nó sẽ gồm có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, tổng là 16 mắt led nhá, trong một chiếc pha này rất kín luôn. Con này chống nước cho em thoải mái nhá, hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các bác nhìn này, đấy thì những cái vỏ hộp rất đẹp, nói chung là hàng xịn đấy, chứ không phải hàng vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có hai dây, một dây đỏ và dây đen, có thấy thôi, về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ gì là đấu đúng dây giúp em nhé, đấu sai dây là em chịu các bác nhá, nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành cho bác đâu. Còn về các bác nhớ gì là đấu đúng dây. Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi em test thử với bác ngon lành luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá. Đây, test thử với bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình ắc quy này, đây em đang có con bình ắc quy 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không, đèn rất sáng luôn nhá, đèn sáng lắm con này, dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, có nhìn này, sáng trắng luôn này. Đó, đây em pha bác luôn này, mà con này pha rất là xa nhá, có nhìn này. Đấy, pha xa chưa. Đấy, mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nhá, nhưng mà nó soi pha rất là xa. Đây có nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy, thấy không, quá ngon lành, các bác về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy, thấy không, giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn. Con này sáng lắm, các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy, dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. À, con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng. Ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này. Trước em lấy cả cái con màu vàng, nhưng mà màu vàng thì hơi ế này, thôi không lấy nữa. Đợt này lấy nguyên rồi bác, màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Đấy, về các bác sử dụng chế cháo làm đèn pha xe máy ô tô, hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn.
Giá thì cũng thanh lý công ty thôi, công ty bán em giá rẻ, em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha led 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha led 12V này, đèn pha led 12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn 40.000. 40.000 một chiếc đèn pha led 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ giúp em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Và nó sẽ có hai dây, một dây đỏ dây đen, nó đã phân biệt đây rồi thì về các bác nhớ cho là đấu đúng cực nhá. Đỏ là vào dương, đen vào âm. Đó, thì ở đây. Đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác, về các bác xài luôn này. Đấy, một chiếc nhà là nguyên hộp nhà là 40.000 nhá, đèn pha led 12V.